chương 871, liên quân khổng lồ. Bốn vị thiên tài chiến ý. Khi nghe thấy chiêm đài lưu ly nói câu đó, thần sắc cả bọn liền ngơ ngác, hắn nhíu mày. Hiện tại trước mắt tính cả hắn cùng chiêm đài lưu ly và gã tiêu thiên kìa thì bọn hắn cũng chỉ có ba vị thiên tài mà thôi. Không lẽ hiện tại sẽ phải tìm thêm một vị thiên tài sao? Đây không phải là chuyện dễ dàng gì, toàn bộ bắc giới này có thể xưng là thiên tài chiến ý, số lượng không quá hai bàn tay. Hiện tại muốn tìm, nói dễ vậy sao? Chiêm đài lưu ly thấy mọi người nhăn nhó, thì cười và nói, ta cũng biết gom đủ bốn vị thiên tài chiến ý là không dễ, cho nên cũng có phương pháp thay thế. Chính là trận thế chiến ý thứ bốn có thể thay bằng ba vị thống lĩnh chiến ý, có tạo nghệ không thấp liên thủ lại, cùng xuất lĩnh quân đội tiến vào. Như vậy sợ không cách nào phá trận A. Trong đám đông xôn xao một mảng, ai có mặt ở chỗ này đều rất rõ ràng, ba vị chiến ý tạo nghệ không thấp thống lĩnh, cũng rất khó so với một vị thiên tài chiến ý, trên phương diện lĩnh ngộ cùng với khống chế chiến ý đúng là không cùng một đẳng cấp hơn nữa ba vị thống lĩnh này sẽ không cách nào đồng tâm đồng đức muốn bằng vào chiến ý của riêng mình mà chống cự cái tứ linh chiến trận kia đúng là chuyện không hề đơn giản theo chiêm đài cô nương nói lúc trước trận pháp thứ bốn không cách nào phá giải cho dù chúng ta phá giải ba trận còn lại chỉ sợ cũng là tốn công vô ích a à? mục trần dò hỏi nếu là tứ linh chiến trận ở trạng thái hoàn hảo thì đích thật là như thế chiêm đài lưu ly nói khẽ nhưng hiện tại trải qua tuế nguyệt ăn mòn, tứ linh chiến trận đã không còn hoàn mỹ, chỉ cần chúng ta trong thời gian cực ngắn phá giải ba trận kia, trận thế còn lại tức thì sẽ suy yếu không ít, đến lúc đó, phá giải nó là chuyện cực kỳ đơn giản. Cho nên, không cần xuất quân phá đi trận pháp, chỉ cần kéo dài tới lúc ba trận còn lại bị phá là được. Chiêm đài lưu ly đảo cặp mắt hạnh nói tiếp, không biết chư vị cảm thấy như thế nào. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn hoàn toàn mơ hồ đối với cái gọi là tứ linh chiến trận. Nếu như chiêm đài lưu ly đã nói như vậy, bọn hắn cũng không có ý kiến khác thôi thì cứ đến đâu tính đến đó nếu thật là không ổn cùng lắm thì trực tiếp bỏ chạy mục trần nhìn qua dung nhan thanh lệ của chiêm đài lưu ly ánh mắt chớp lên nhưng cuối cùng lại không nói gì nếu không ai có ý kiến vậy liền chuẩn bị làm việc a à, ba vị thống lĩnh sông trận thứ bốn các vị chọn ra thống lĩnh mạnh nhất dưới trướng đi hén chiêm đài lưu ly nhấn mạnh mọi người nhìn nhau không nói thêm cái gì mau chóng ổn định đại quân chỉnh đốn đội ngũ chuẩn bị liên thủ tác chiến Mục Trần không lập tức rời đi, đợi những người khác đi hết, hắn nhìn qua chiêm đài Lưu Ly rồi nói: Chiêm đài cô nương tưởng tận nơi này như thế, cả cách phá giải tứ linh chiến trận cũng biết. Chiêm đài Lưu Ly hướng đôi mắt đẹp vào Mục Trần, tùy ý cười nói: Chẳng qua là lúc sông sáo trên đường, vận may bắt gặp một ít thống lĩnh dưới trướng Thiên Trận Hoàng mà thôi. Ta nghĩ Mục Vương có lẽ cũng đã gặp qua a. À? Ta cũng biết, nhưng rõ ràng rành mạch như chiêm đài cô nương thì không. Bất quá nếu như chúng ta đã lựa chọn liên thủ. Hy vọng chiêm đài cô nương cũng không trêu đùa chúng ta. Mục Trần đối với chiêm đài Lưu Ly giải thích ngược lại là từ chối cho ý kiến. Nếu người ta đã không muốn nói tỉ mỉ, hắn cũng không muốn hỏi nhiều. Hắn ôm quyền, sau đó liền cùng cửu u quay người mà đi. Sau lưng chiêm đài Lưu Ly, Phương Nghị hướng ánh mắt lạnh băng về phía Mục Trần. Hắn nói với chiêm đài Lưu Ly, người vậy hẳn là đã đáp ứng ta đối phó Mục Trần đấy. Mục Trần không có dễ dàng đối phó như vậy, hơn nữa tử vong di tích trước mắt trọng yếu nó quan hệ đến việc ta có thể hay không trở thành chiến trận sư chính thức, ngươi cũng nên phân biệt chủ yếu và thứ yếu rõ ràng. Mắt chiêm đài lưu ly cụp xuống, thanh âm bình bình đạm đạm. Phương Nghị cao chặt lông mày, trầm mặc thoáng một phát, âm thanh lạnh lùng nói, dù sao điều kiện ta đã khai, ngươi có lẽ có thời gian, nhưng mỗi mỗi ngươi chỉ sợ đợi không được quá lâu, cửu thiên tục hồn thảo tại thần các chúng ta cũng là trọng bảo. Ngươi hôm nay mặc dù là người của thần các, nhưng bởi vì sự tình quá khứ, cũng khó lấy được tín nhiệm, chỉ có ta giúp ngươi xin tha thứ, ngươi mới có thể có cơ hội. Hơi nghiêng tóc cắt ngang trán, gương mặt thanh lệ của Chiêm Đài Lưu Ly lưu lại một tia hắc ám, nàng trầm mặc, sau lại cười nhạt nói, yên tâm đi, đại thú liệp chiến lúc này mới bắt đầu không bao lâu, cái chúng ta có chính là thời gian. Phương Nghị nhìn Chiêm Đài Lưu Ly, gật gật đầu, sau đó quay người mà đi. Chiêm Đài Lưu Ly nhìn qua bóng lưng của hắn, thần sắc bình tĩnh, bàn tay như ngọc trắng trong tay áo, bởi vì dùng sức nắm chặt, những đầu ngón tay nhỏ nhắn đã có chút trắng bệch những phương thế lực bắt đầu chỉnh đốn quân đội, uy thế hiển lộ ra cực kỳ dọa người. Mục Trần đứng trên một ngọn núi, sau lưng là đại quân khổng lồ của Đại La Thiên vực, uy thế như cự thú đang ẩn nấp, từng cỗ chiến ý bàng bạc nhộn nhạo đi ra. Cửu U sau lưng Mục Trần nhìn qua một màn này, chân mày cao lại, nói, "Chiêm Đài Lưu Ly nói là thật sao?" Chủ yếu cũng là lợi dụng, bất quá người nơi này không ai là ngu xuẩn, Chiêm Đài Lưu Ly muốn lợi dụng người khác, người khác cũng lợi dụng ngược lại nàng, ai cũng không muốn tay không mà quay về, tuy rằng ai cũng biết có liên hợp ở một chỗ mới có thể từ trong đại quân mục nát này kéo xuống một miếng thịt ăn nhưng bọn hắn không có bổn sự để cho thế lực khắp nơi liên hợp lại nếu như chiêm đài lưu ly có bổn sự này bọn hắn đương nhiên mừng rỡ biết thời biết thế bất quá chúng ta cẩn thận một ít a à, ta cảm thấy chiêm đài lưu ly tựa hồ là che giấu một cái gì đó mục trần hai mắt híp lại nhìn về phía chiêm đài lưu ly nói cửu u nghe vậy cũng nhẹ gật đầu khắp nơi đội ngũ điều động vẻn vẹn nửa canh giờ đã triệt để hoàn thành từng nhánh quân dung nhập lại thành một đại quân cường thịnh trên đỉnh núi nhìn xuống chỉ thấy những chấp đen chẳng chịt từng cỗ một chiến ý bàng bạc vỡ bờ phía chân trời nơi đây cơ hồ là có ba phương cực hạn thế lực hơn mười phương nhất lưu thế lực quân đội cộng lại số lượng đạt đến mấy quy mô chục vạn nhìn qua trông cực kỳ sừng sững đồ sộ chư vị đã chuẩn bị xong chiêm đài lưu ly chuyển đến một âm thanh nhu nhược những thanh âm xôn xao liền biến mất vô số ánh mắt nhìn chăm chú thế lực khắp nơi đều hướng về phía chiêm đài lưu ly mà ôm quyền tỏ vẻ đều đã chuẩn bị thỏa đáng đã thỏa đáng vậy thì mời chư vị chuẩn bị hành động a à, khu vực tứ linh quân là ngoại quân độ tinh nhuệ không bì được nội quân nhưng thắng tại số lượng đông đúc cũng may hôm nay bọn chúng đã là một đám quân mục nát chiến ý không bằng một nửa thời toàn thịnh chỉ cần chư vị có thể nghe theo chỉ huy của ta ta có thể cam đoan tổn thất sẽ hạ thấp đến thấp nhất chiêm đài lưu ly nhẹ nhàng chậm chạp nói nhưng là lộ ra một cỗ tự tin không nhỏ thế lực khắp nơi có chút trầm ngâm sau đó đều gật đầu, nếu như chiêm đài lưu ly, thật sự giảm bớt tổn thất xuống trong lúc vượt qua đám quân đội mục nát này, vậy thì cứ việc làm thôi, nếu phát hiện nàng chỉ là dùng bọn hắn làm pháo hôi, chúng liền trực tiếp bỏ chạy, sự tình cá chết lưới rách, chiêm đài lưu ly cũng không dám đơn giản sằng bậy. Mục Trần cùng Liệt Sơn Vương bọn hắn liếc nhau, đều là nhẹ nhàng gật đầu. Chư vị, bắt đầu hành động, dùng ta thần các làm đỉnh nhọn, chư quân thủ hộ cánh. Chiêm đài lưu ly nhẹ hít một hơi, con người bình lặng liền hiện lên một vẻ cuồng nhiệt bàn tay nhỏ bé nâng lên rồi vung xuống oanh đội ngũ thần các khổng lồ phóng lên trời trước tiên bàng bạc mênh mông chiến ý như hải dương tràn ngập chỉ một thoáng phong vân biến sắc hưu u u hưu u u quân đội như mây đen gào thét mà ra ở phía sau thế lực khắp nơi ngay ngắn trật tự lướt đi chăm chú đi theo sau đại quân thần cát chi khổng lồ liên quân này tạo ra thanh thế kinh người xẹt qua nơi đâu, cảm giác như đất rung núi chuyển. Tuy những luồng sóng chiến y phân biệt rõ ràng rành mạch, không chút nào dung hòa, nhưng số lượng đông đúc hội tụ một chỗ, cũng là lộ ra vẻ đặc biệt đáng sợ. Mục Trần xuất lĩnh đại la thiên vực đội ngũ, hắn ở đằng sau chi quân đội liên quân khổng lồ này, hắn nhìn theo cũng là âm thầm tặc lưỡi, trong lòng có chút chấn động. Đại quân tạo thành mây đen che khuất bầu trời gào thét phía chân trời, 10 phút đồng hồ sau đã xông vào mảnh hắc ám bình nguyên, đại quân mục nát nhìn không thấy điểm cuối, cũng đã xuất hiện trong tầm mắt. Dừng chiến kỳ của đại quân mục nát tràn ngập phía chân trời, thần sắc của mọi người đều hơi khẩn trương lên. Bất quá, trong đại quân chiêm đài lưu ly, nàng không chút nào sợ hãi, đôi mắt đẹp ánh lên tia nhìn nóng bỏng nồng đậm, thanh tịnh thanh âm, vào lúc này vang vọng tại tai mỗi người, hướng, oanh. Đội hình liên quân, dùng chi quân đội của thần các làm đỉnh nhọn, giống như một thanh đao nhọn sắc bén vô cùng, trực tiếp là hung hăng xông lên phòng tuyến mục nát đại quân hai cỗ nước lũ vào lúc này với khí thế long trời lở đất đánh vào nhau chiến ý mạnh mẽ vô cùng phóng lên trời không gian dường như chấn động chiến ý vỡ bờ đại địa xé rách tầng phòng tuyến thứ nhất của đại quân mục nát trực tiếp lập tức bị xé rách liên quân khổng lồ giống như thủy triều từ lỗ hổng bị xé rách ở bên trong nhanh giống như là bôn lôi vọt vào vô số mục nát chiến sĩ trong nháy mắt này hóa thành cho tàn tan thành mây khói liên quân không ngừng bộ pháp ngược lại dùng một loại tư thái cực kỳ hung hãn xé rách mà mở trực tiếp hướng đến phía sâu bên trong quân đội mục nát mà đạp tới. Mục Trần nhìn qua cái loại chiến y đáng sợ đang xông tới này, nhịn không được mà hít thật sâu một hơi khí lạnh. Trận chiến này thật sự là có chút rung động nhân tâm. Hắn nhìn qua bóng hình xinh đẹp đang cô đơn đứng đằng xa, mặt hiện lên một sắc thái ngưng trọng. Nữ tử này thật sự là có chút lợi hại a. À? Chương 872, năng lực của chiêm thai lưu ly. Đông trên bình nguyên chiến kỳ như rừng, chiến ý mục nát trùng trùng điệp điệp tràn ngập phía chân trời. Bất quá vào lúc này đại quân mục nát xuất hiện chấn động thật lớn. Một chi liên quân, với quy mô kinh khủng đang điên cuồng xé rách phòng tuyến đại quân mục nát, chiến ý mạnh mẽ quét ngang, ra làm vô số mục nát chiến sĩ bị chấn thành mảnh vỡ rơi đầy trời. Đây chính là liên quân khổng lồ do thần các cầm đầu. Liên quân thanh thế mênh mông cuồn cuộn khí thế rất mạnh cùng sắc bén, phòng tuyến đại quân mục nát bị dễ dàng xé rách, liên quân giống như thủy triều từ chỗ rách xé toạc một đường đâm thẳng vào sâu bên trong. Bên trong đại quân, thần sắc Mục Trần là một mảnh bình tĩnh, hắn không giống các thế lực khác mừng rỡ như điên, bởi vì hắn biết thế trận bén nhọn này không kéo dài được bao lâu nữa. Đại quân Mục Nát không phải dễ dàng đối phó như vậy, ban đầu thuận lợi chẳng qua do phòng tuyến phía trước thật sự là quá mức yếu ớt. Hơn nữa tuy rằng liên quân quy mô không kém nhưng lại là từng người tự chiến so, với Mục Nát đại quân hoàn mỹ dung hợp có chênh lệch cực lớn. Nếu như không phải đại quân Mục Nát sớm đã mất, đi thần trí chỉ sợ chỉ cần bọn chúng thúc dục chiến ý, thì liên quân sẽ tử vong vô số, nhưng dù vậy muốn đột phá phong tỏa vẫn không hề đơn giản chút nào. Quá trình y như mục trần sở liệu, liên quân phong duệ sắc bén bắt đầu trở nên chậm chạp, chiến ý mục nát từ bốn phương tám hướng điên cuồng vọt tới, như mây đen cuồn cuộn che khuất bầu trời khiến đại địa cũng trở nên run rẩy. Đối mặt với mênh mông chiến ý, thần các quân tiên phong bắt đầu bị áp chế, chiến ý liên tiếp bại lui. Ngay tại lúc này, Chiêm Thai Lưu Ly quát nhẹ, "Thanh Vân Tông, Kim Cương môn, thúc dục chiến ý!" mà nghe được tiếng quát thủ lĩnh quân đội Thanh Vân Tông, cùng Kim Cương Môn nhanh chóng lao ra thúc dục chiến ý mạnh mẽ quét, ra cùng quân đội thần các ngăn trở chiến ý đáng sợ đang áp bách. Oanh oanh, chiến ý mênh mông hung hăng va chạm nhau tán xạ sóng xung kích làm cho không gian không ngừng vặn vẹo, một màn kia làm đám ngũ phẩm chí tôn nhìn mà cũng kinh hãi. Liễu Viêm thiếu điện chủ, cánh phải liền giao cho các ngươi Huyền Thiên Điện rồi. Chiêm Thai lưu ly đôi mắt đẹp bắn về phía đại quân Huyền Thiên Điện. Liễu Viêm gật đầu, bây giờ liên quân đang trong vòng vây của đại quân mục nát hắn tự nhiên cũng không dám sằng bậy một khi liên quân bị xé rách muốn thoát đi phải trả một cái giá thật lớn cho nên hắn lập tức hướng về phía tiêu thiên gật đầu tiêu thiên vung tay lên lập tức bên trong huyền thiên điện chiến ý bộc phát đại địa chấn động chiến ý bằng bạc như sóng biển rít gào lao ra va chạm vào chiến ý quân đội mục nát mục trần thấy một màn này lông mày có chút chớp chớp tên tiêu thiên tuy rằng khiến người chán ghét bất quá đích thật là có vài phần bổn sự mục vương liên quân phía sau thỉnh đại la thiên vực tọa chấn rồi chiêm thai lưu ly đôi mắt đẹp thanh âm nhu hòa truyền vào trong tay mục trần mục trần xa xa ôm quyền cười cười gật đầu đáp mọi người lúc này cùng trên một con thuyền ta đại la thiên vực sẽ đem hết toàn lực vậy cảm ơn rồi chiêm thai lưu ly thanh âm lại lần nữa truyền ra vang vọng toàn bộ liên quân thỉnh chư quân phương vị của mình giữ vững chắc nếu như không có cách nào chống cự liền cầu viện một tiếng chiêm thai lưu ly thanh âm nhu hòa bộ dáng cực kỳ thong dong cũng không có vì hôm nay hãm sâu trong đại quân mục nát mà kinh. Hoàng, nàng khống chế khổng lồ liên quân lộ ra sự trật tự, cẩn thận, chặt chẽ. Mục Trần trong lòng tán thưởng một tiếng, chiêm thai lưu ly tuy rằng là nữ tử nhu nhược, nhưng tại hành quân bày trận thật là có thiên phú cực cao. Nếu đổi lại Mục Trần không thể một thời gian ngắn, không thể điều chỉnh liên quy ân có công có thủ toàn diện như vậy được. Nàng thật là có chút năng lực. Cửu U cũng lên tiếng khen, Liệt Sơn Vương bọn hắn nghe vậy đều phụ họa gật đầu có chút cực kỳ hâm mộ, nữ tử bực này chiến y thiên tài lại có thể điều khiển đại cục thật là quá lợi hại đi mà. Xem ra không chừng có thể xông ra tứ linh, ngoại quân phong tỏa giao phong phân cao thấp cùng tứ linh quân tứ linh chiến trận. Oanh oanh, hai chi quân đội khổng lồ triển khai va chạm chiến ý không hề có bất kỳ xinh đẹp, mỗi một lần chiến ý va chạm nhau xuất hiện chấn động dẫn đến thương vong vô số, nhưng bọn hắn liên quân có thể chấp nhận được, bởi vì bọn họ đều rõ ràng nếu như lần này không phải chiêm thai lưu ly, chỉ huy thỏa đáng chỉ sợ bọn hắn có chết hết cũng không xông vào được đại quân mục nát. Liên quân công kích nhuệ khí sắc bén xé rách từng vòng, không ngừng xé rách tứ linh quân phong tỏa phòng tuyến, tiến thẳng vào sâu hắc ám bình nguyên. Bất quá lượng lớn vẫn lạc hiển nhiên là những nhất lưu thế lực, mà trái lại đội ngũ thần các, đại la thiên vực, huyền thiên điện ngược lại là vững chắc toàn cục. Mà đối với loại tình huống này, chiêm thai lưu ly chẳng qua là nhàn nhạt, nhạt một câu, liền làm những thế lực nhất lưu chỉ có thể câm miệng. Chúng ta tam quân, đều là muốn bảo tồn lực lượng đối phó về sau tứ linh chiến trận, nếu là lúc này tiêu hao quá nhiều chiến ý, chúng ta chuyến này có ý nghĩa gì? Nghe được điều đó bọn họ không thể nói gì, bởi vì bọn họ cũng hiểu rõ chỉ có phá tứ linh chiến trận, bọn hắn mới có thể lấy được thu hoạch. Mà về sau phá giải tứ linh chiến trận, liền chỉ có thể dựa vào chiêm thai lưu ly, mục trần cùng với tiêu thiên. Mục trần đối với điều này mỉm cười, ánh mắt thâm ý nhìn chiêm thai lưu ly, trở thắn hướng về phía cửu u cười nói, muốn đột phá ngoại quân phong tỏa không khó lắm rồi. Cửu u bọn hắn nghe vậy gật gật đầu, Bọn hắn cũng có thể cảm giác được chiến ý mục nát đang dần yếu bớt. Tuy vậy sắc mặt bọn hắn không hề buông lỏng ngược lại sắc mặt càng khẩn trương, tầm mắt của bọn hắn nhìn về chỗ sâu nhất hắc ám bình nguyên như một cự thú, bình thường thôi nhưng khiến bọn hắn không thở nổi, chỗ đó, cất giấu tứ linh chiến trận, đó mới là tử vong di tích địa phương đáng sợ nhất. Oanh long long, thiên địa không ngừng run rẩy, đại địa khe hở lan tràn, vô số mục nát chiến sĩ hóa thành cho tàn cùng rất nhiều chiến sĩ liên quân thổ huyết khí, tức đoạn tuyệt bỗng dưng lúc này chiến ý mục nát tan biến như chưa từng xuất hiện vô số liên quân ngạc nhiên ngẩng đầu lúc này mới phát hiện chiến ý mục nát đại quân đã tan biến bọn hắn đang đứng tạo một mảnh trống trải khu vực ở phía sau là vô số mục nát chiến sĩ bất quá bọn chúng dừng lại không tiến như đang sợ hãi cái gì đó xông ra rồi thế lực khắp nơi tinh thần chấn động sắc mặt kinh hỉ đứng lên trải qua gần một canh giờ chiến ý chém giết bọn hắn cuối cùng đã chạy ra khỏi tứ linh quân ngoại quân phong tỏa Bất quá khi bọn hắn sắc mặt phấn khởi thì chiêm thai lưu ly, mục trần, tiêu thiên thần sắc biến đổi bọn hắn ngẩng đầu lên thần sắc ngưng trọng nhìn, về phía phía trước xa xôi. Ở trong bóng, tối, cảm giác áp bách kinh khủng giống, như mây đen khuất đỉnh đang lan tràn đến làm cho người không thể thở. Chỗ đó chính là tứ linh chiến trận. chương 873, tứ linh chiến trận. Vùng đất hắc ám tràn ngập khí thức mục nát, dưới bùn đất lộ ra bạch cốt rậm rạp còn bên trên, thì phủ kín vết rách dữ tợn có thể tưởng tượng ở thời kỳ viễn cổ nơi đây đã bạo phát chiến đấu thê thảm trong lúc thời điểm đại quân nghỉ ngơi và hồi phục thủ lĩnh thế lực khắp nơi ngưng trọng nhìn về phía trước chỗ đó hắc ám tầng tầng tràn ngập không thể nhìn rõ ràng cảnh tượng trong đó bất quá uy áp khủng bố uy nghiêm tất cả đều cảm nhận được tất cả mọi người rõ ràng sâu trong bóng tối chính là tử vong di tích hiểm địa tứ linh chiến trận đó chính thức là một tòa chiến trận dù vạn năm tuế nguyệt trôi qua nhưng chiến lực của nó vẫn còn lại uy lực của nó không ai dám khinh thường Chiêm Thai Lưu Ly đôi mắt đẹp ngắm nhìn hắc ám tràn ngập con mắt có chút chớp động. Một lát sau nàng xoay đầu lại hướng về phía Mục Trần cùng với Tiêu Thiên mỉm cười nói: "Chư vị đại nhân hao tốn một cái giá lớn đem chúng ta đưa vào nơi đây, như vậy tiếp nhận có lẽ phải nhờ vào chúng ta xuất thủ." Thủ lĩnh các thế lực quăng ánh mắt về phía Mục Trần cùng Tiêu Thiên. Mục Trần phát giác được rất nhiều ánh mắt bức thiết bất cá khoái miệng hắn nhẹ hét lên: "Nếu như tí nữa phá giải tứ linh chiến trận thất bại chỉ sợ bọn họ cũng sẽ sinh lòng oán khí. Nhưng chuyện này Chiêm Thai Lưu Ly dẫn đầu." đến lúc đó oán khí cũng sẽ không hướng về phía đại la thiên vực bọn hắn mục trần nghĩ vậy ánh mắt đảo qua chiêm thai lưu ly nhưng mà làm hắn kinh ngạc là trên gương mặt thanh lệ như trước mang theo nhu hòa mỉm cười thần sắc bình tĩnh không có chút nào bởi vì thế lực còn lại tạo áp lực mà sinh ra tâm thần bất định nàng có thể tự tin phá vỡ tứ linh chiến trận sao oanh ngay lúc này sâu trong hắc ám bình nguyên đột nhiên có sấm rền thanh âm vang vọng khiến mọi người cả kinh vội vã ngẩng đầu lập tức bọn hắn biến sắc bởi vì hắc ám đang dần chuyển động lui về sau mà theo hắc ám thối lui tất cả đồng tử đột nhiên co rụt lại ở đằng xa trong tầm mắt là quân đội rậm rạp chẳng chịt lan tràn đến cuối tầm mắt bọn chúng lẳng lặng đứng sừng sững thẳng tắp như lao một hương vị cổ xưa đang từ từ lan dần ra quanh người bọn chúng chi quân đội này số lượng xa xa không bì kịp ngoại quân nhưng lại khiến liên quân hô hấp có chút khó khăn chi khổng lồ quân đội phân làm bốn khu vực khổng lồ nhìn như tùy ý trận hình nhưng khiến bọn liệt sơn vương chẳng biết tại sao đều cảm giác được toàn thân phát lạnh giống như gặp nguy cơ chí mạng. Chi quân đội này mới thật sự là tứ linh quân. Đây mới chính là quân đội trực thuộc thiên trận hoàng. Ô, ô, n, -G. chính lúc này, hắn ám rung động, đại địa khẽ run, liên quân kinh hãi khi thấy những chiến binh, như tượng đá đang chậm rãi mở ra hai mắt đã đóng chặt vạn năm tuế nguyệt. Đông, sâu trong ánh mắt bọn họ phẳng phất có tia sáng xẹt qua, đó khát vọng chiến tranh, bọn chúng từ nhỏ chính là chiến đấu dù sau khi chết vẫn, bởi vì chiến đấu mà cùng nhiệt. Chớp nhoáng, chiến ý hắc ám bằng bạc như vạn trượng biển gầm quét sạch bắn ra, khắp thiên địa bởi vì chiến ý kinh khủng mà run rẩy oanh long long. Chiến ý như hải dương nhộn nhạo, không gian không chịu nổi gánh nặng phát ra cọt kẹt. T, thông tin truyền thông thanh âm, chiến ý mênh mông khiến mục trần, chiêm thai lưu ly, tiêu thiên biến sắc. Thật là khủng khiếp chiến ý. Còn các thế lực thủ lĩnh càng là nhao nhao nghẹn ngào, sắc mặt sợ hãi, bực này chiến ý chỉ sợ thất phẩm trí tôn tiến vào trong đó, cũng khó khăn thoát thân. Bàn tay như ngọc chiêm thai lưu ly nắm chặt, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn qua chi quân đội khổng lồ, chấn định như nàng mà đôi má cũng hiện lên vài phần ngưng trọng. Hư, u, u, chiến ý mênh mông lại xuất hiện biến hóa, hắc ám lan tràn, ra cuối cùng biến thành bốn đạo màn sáng hình tứ phương khổng lồ ước chừng mấy vạn trượng. Bên trên màn sáng bao phủ lấy bốn chi quân đội che kín quang văn huyền ảo, tương liên lẫn nhau, nhìn qua tản ra một loại huyền ảo khó lường chấn động kỳ dị. Mục Trần nhìn qua một màn này ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn có thể nhìn thấy bên trong màn sáng khổng lồ tựa hồ có thêm một chi quân đội đang ẩn núp, bất quá, bởi vì nguyên nhân chiến ý tràn ngập hắn không cách nào quan sát đo đạc rõ ràng. Đây chính là tứ linh chiến trận, chẳng qua chiến trận chưa được mở ra nên hắn không cảm thấy chút nào cường đại. Chư vị trước mắt chính là tứ linh chiến trận, chỉ cần chúng ta có thể công phá như vậy, tử vong di tích sẽ vỡ tan đến lúc đó, quân đội mục nát đều bị tinh lọc là thời điểm chúng ta thu hoạch. Chiêm thai lưu ly đôi mắt đẹp nhìn về phía mọi người mỉm cười nói. Chiêm thai cô nương ngươi thật sự có tin tưởng phá giải trận này sao? Bằng không thì chúng ta còn có mặt khác lựa chọn sao? Chiêm thai lưu ly mỉm cười nói. Tứ linh chiến trận hoàn toàn chính xác là bất phòng bất quá chư vị, cũng không cần quá mức lo lắng. Dù sao nơi đây chiến sĩ đều đã tử vong trận này uy lực rất là suy yếu cho nên, chúng ta cũng không phải là không có cơ hội thành công đương nhiên muốn phá nó cũng phải cần mục vương cùng tiêu thiên đại thống lĩnh toàn lực hiệp trợ chiêm thai lưu ly đôi mắt đẹp chuyển hướng về phía mục trần cùng tiêu thiên hắc ta ngược lại là muốn tới thử xem cái gọi là tứ linh chiến trận cuối cùng có bao nhiêu lợi hại tiêu thiên nhách miệng cười lạnh mục trần nhìn chiêm thai lưu ly ánh mắt có chút lập lòe nói dựa theo chiêm thai cô nương xem trước mắt chúng ta nên như thế nào làm việc chiêm thai lưu ly chuyển hướng về các thế lực còn lại nói không biết thứ tư trận ba vị thống lĩnh chư vị có thể chọn người tốt thế lực còn lại nghe vậy gật đầu rồi sau đó có ba người đi ra, đó là ba gã nam tử ánh mắt sắc bén bọn họ đều là thống lĩnh mạnh nhất trong thế lực của mình tuy nói chiến ý, không thể bì kịp bọn mục trần chiến ý thiên tài nhưng là tuyệt đối không thể khinh thường. Thứ tư trận phải giao cho ba vị xuất quân chống lại rồi. Chiêm thai lưu ly đôi mắt đẹp chuyển hướng về phía mục trần nói, lần này sông trận chỉ có thể một mình xuất quân tiến vào quân đội, quy mô không bị hạn chế bởi vì tứ linh chiến trận gặp mạnh càng mạnh. Bất quá cũng may hôm nay không có người khống chế nó cho nên, cường giả linh lực chấn động mạnh mẽ không thể theo quân xâm nhập nếu không tứ linh chiến trận sẽ trồng lên uy lực mục trần liền giật mình chợt hắn nhìn cửu u vì bọn cửu u liệt sơn vương không thể đi vào đám liệt sơn vương hai mắt nhìn nhau hơi chút trầm ngâm cũng liền gật gật đầu nhìn về phía mục trần nói đã như vậy mục vương nếu có cần mà nói chúng ta quân đội dưới chứng tùy ngươi điều khiển chẳng qua là phải cẩn thận một chút mục trần khẽ gật đầu ôm quyền cảm tạ chư vị còn có dị nghị không Chiêm thai lưu ly cười mỉm mà nói. Mọi người đều là lắc đầu. Đã như vậy, chúng ta đây liền chuẩn bị khởi hành A, hy vọng chúng ta có thể liên thủ phá trận. Chiêm thai lưu ly mỉm cười nói, nếu như lần này liên quân là do thần. Các phát động, như vậy lần này sông trận cũng liền do ta thần các đến đánh tiên phong A. Vừa mới nói xong nàng liền xoay người chuẩn bị xuất lĩnh thần các đại quân vào trận. Đợi một chút, tiêu thiên bỗng lên tiếng, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm vào chiêm thai lưu ly chiêm thai lưu ly, lông mày cao lại nhìn về phía tiêu thiên hiển nhiên là có chút không vui mà nói, người đây là ý gì? Chiêm thai cô nương cống hiến nhiều như vậy tin tức, nếu như còn cho người đi sung phong, vậy thật là chúng ta hơi quá đáng, cho nên ta nghĩ quy ân tiên phong liền giao cho ta đến đây đi. Tiêu thiên nhách miệng cười nói, mục trần nghe được chuyện đó ánh mắt có chút lóe lên, xem ra tên tiêu thiên này cũng là có chút ít hoài nghi chiêm thai lưu ly à. Chiêm thai lưu ly khuôn mặt hơi trầm xuống. Chiêm thai cô nương không nguyện ý, chẳng lẽ trong lúc này còn có cái gì chúng ta không biết nguyên nhân? Tiêu Thiên cười nói, chung quanh ánh mắt phóng tới đều nhìn về phía Chiêm Thai Lưu Ly, ở sâu bên trong ánh mắt có một điểm hoài nghi, dù sao lần này chủ đạo vẫn luôn là Chiêm Thai Lưu Ly, không biết nàng có đem hết tất cả điều đã biết nói cho bọn hắn nghe. Tại ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú, cặp môi đỏ mọng, Chiêm Thai Lưu Ly khẽ mím lại chợt thần sắc nhàn nhạt cười. Nếu như Tiêu Thiên đại thống lĩnh có dũng khí như vậy, vậy thì do ngươi tới đi. Chương 874, Năm quân. Nếu như tiêu thiên đại thống lĩnh có dũng khí như vậy, vậy thì do ngươi tới đi. Chiêm thai lưu ly thản nhiên nói, ánh mắt của nàng vẫn như cũ bình tĩnh bất quá mọi người xung quanh đều cảm nhận, được lời nói kèm theo chút lãnh ý. Đã như vậy, vậy trước tiên do ta vì mọi người tìm kiếm tứ linh chiến trận, có thể có bao nhiêu lợi hại a? À? Tiêu thiên đối với chiêm thai lưu ly lơ đễnh lãnh đạo, hắn nhếch miệng cười cười, chợt ánh mắt cùng liễu viêm liếc nhau một cái, bàn tay đột nhiên vung lên. Oanh, theo tiêu thiên bàn tay rơi xuống, ở bên trong liên quân khổng lồ có một vùng to lớn chiến ý mạnh mẽ bắn ra, một chi quân to lớn bay lên trời đó là tiêu thiên, trực hệ quân đội huyền thiên bộ lạc. Số lượng huyền thiên bộ lạc đạt đến một vạn năm quy mô, đơn thuần so số lượng mà nói tối đa liệt sơn quân cũng không thể so sánh. Bất quá mọi người cho rằng tiêu thiên chỉ xuất lĩnh một chi quân đội, thì hắn cười nhạt ánh mắt âm lãnh của hắn tự liếc qua mục trần, tay lại cua cua lần nữa. Oanh, lại là một cỗ chiến ý kinh người bạo phát, chính là một vạn tả hữu quân đội đã xuất hiện ở bên cạnh Huyền Thiên Bộ Lạc hắn vậy mà xuất linh hai chi quân đội xông trận rất nhiều thế lực chấn động bàn tán xôn xao tên Tiêu Thiên này vậy mà cũng có thể đồng thời khống chế hai chi quân đội nguyên lai đây chính là át chủ bài của hắn a à, nếu như trước hắn cùng với Mục Trần giao thủ hắn cũng là lộ ra chiêu thức ấy chỉ sợ Mục Trần cũng lấy không được chỗ tốt gì tên Tiêu Thiên này đích thật là lợi hại a à, nghe được tiếng bàn luận xôn xao Tiêu Thiên ánh mắt dừng lại trên người Mục Trần. Quái miệng câu dẫn ra một vòng độ cong lành lạnh, đây chính là hậu thủ của hắn bất quá muốn vận dụng phải trả một cái giá nếu không, thì lúc trước hắn đã vận dụng sau đó, đem Mục Trần trấn áp, bằng không đâu để Mục Trần trước mặt hắn ra vẻ ta đây. Mục Trần phát giác được ánh mắt âm trầm đó bất quá vẫn không để ý tới, chẳng qua là xẹt qua một vòng kinh ngạc đúng là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Hắn có thể cảm giác được chi quân đội này độ tinh nhuệ tuy không bằng Huyền Thiên, bộ lạc nhưng cũng không phải là yếu. Tiêu Thiên cùng chi quân đội này đã trải qua thời gian dài mài giũa, Mục Trần thầm than một tiếng, hắn dù sao đi vào Đại La Thiên vực thời gian quá mức ngắn ngủi, cho nên tại đây không thể chuẩn bị hậu chiêu bằng tên Tiêu Thiên kia được. Bất quá Mục Trần chỉ là có chút kinh ngạc, hai vạn quân đội chiến ý tuy có chút lợi hại nhưng không đủ để hắn nhận thua. Không ai để ý trong mắt hắn lúc này xẹt qua một vòng sắc bén chi mang. Tiêu Thiên thân hình khẽ động trực tiếp là xuất hiện ở phía trước hai chi quân đội khổng lồ, hắn đánh mắt xuống mọi người cảm thụ, được những ánh mắt kia bên trong có kiêng kỵ cùng sợ hãi hắn khóe môi độ cong càng rõ ràng sau đó bàn tay hắn vung xuống tiếng quát vang vọng ra theo ta xông trận vâng mấy vạn người nhất tề gào thét thanh âm giống như tiếng sấm giữa trời quang làm cho đại địa run rẩy chiến ý mạnh mẽ gào thét phóng ra chiêm thai lưu ly nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn qua đó sau đó đôi mắt đẹp nhìn về phía mục trần nói mục vương nếu như ngươi lo lắng mà nói cũng có thể trước ta một bước tiến vào trong đó a à. mục trần nghe vậy ngược lại là cười cười nói ta tin tưởng Chiêm Thai cô nương, cho nên trước hết mời Chiêm Thai cô nương a. À. Hắn tuy rằng trong lòng có chút hoài nghi Chiêm Thai Lưu Ly, bất quá có tên Tiêu Thiên đoạt lấy trận đầu nên hắn cũng không cần. Phải nhúng tay. Chiêm Thai Lưu Ly nhìn thật sâu Mục Trần, sau đó nhìn qua Tiêu Thiên, cái miệng nhỏ nhắn hồng thuận nhếch lên một chút chào phúng vui vẻ câu lên Theriamotican. Bất quá rất nhanh đã thu liễm làm người bên ngoài không hề phát giác, chỉ có Mục Trần vẫn đề phòng nàng nhìn được khiến trong lòng hắn mãnh liệt dùng mình. Chiêm thai lưu ly nâng bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vung lên, thanh âm thanh tịnh truyền ra, lưu ly quân, nghe lệnh, vâng. Như lôi đình nổ vang vô số cường giả trong lòng chấn động bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy, được bên trong liên quân khổng lồ là một chi quân đội quy mô cực kỳ cường đại, đang lơ lửng giữa bầu trời, bọn hắn mặc giống như thủy tinh áo giáp, áo giáp giống như lưu ly tạo thành, một cỗ ba động kỳ dị từ đó phát ra. Cái này chi quân đội, mục trần đồng tử mãnh liệt co rụt lại. Bởi vì hắn phát hiện quy mô chi quân đội này đã đạt đến 3 vạn Hơn nữa, từ chiến y chấn động có thể thấy đây chỉ là một chi quân đội, thật là kinh người Chiêm thai Lưu Ly, nàng ta che giấu thật sâu à Mục Trần trong lòng có chút chấn động Lúc trước hắn cũng quan sát qua thần các quân đội nhưng không phát hiện Lưu Ly quân đội Hiển nhiên chiêm thai Lưu Ly, cố ý đem che giấu đem những chiến sĩ này ẩn giấu trong thần các quân đội Ba vạn quân đội tự trong khoảnh khắc đem thanh thế quân đội tiêu thiên áp chế xuống Tiêu Thiên sắc mặt khó coi nhìn qua một màn này, sau một lúc lâu cười nhạt nói: Ba vạn quân đội, Chiêm Thai cô nương nên cẩn thận một ít, chớ miễn cưỡng khiến cuồng bạo chiến ý hủy diệt bản thân ý chí à nha? Không nhọc Tiêu Thiên đại thống lĩnh phí tâm, Chiêm Thai Lưu Ly không mặn không nhạt đáp lại một tiếng, sau đó nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía Mục Trần nói: Mục Vương, tứ linh chiến trận có thể không dễ dàng xong, cửu u vệ có lẽ còn có chút miễn cưỡng đó. Sự thật cửu u cung cửu u vệ quân số chỉ có năm so số lượng xa xa không bằng quân đội của hai người kia, quân đội cũng không phải một có thể chống chăm, nhìn đi nhìn lại mà nói thật là không thể xông qua tứ linh chiến trận. Mục Trần nghe vậy gương mặt hiền lành hướng về phía chiêm thai lưu ly, cười cười sau đó ánh mắt nhìn về phía liệt sơn vương, huyết ưng vương mọi người. Mục vương nếu có cần, chúng ta quân đội dưới chứng mặc ngươi điều khiển, chỉ cần ngươi có thể khống chế. Nhìn thấy ánh mắt mục trần, liệt sơn vương bọn hắn lập tức không chút do dự nói ra. Vậy đa tạ chư vị rồi, Mục Trần ôm quyền cảm tạ một tiếng sau đó hắn dừng một chút, trên khuôn mặt Tuấn giật lộ ra nụ cười sáng lạ nói, vậy mượn bốn quân dùng một lát. Bốn quân, bốn chi quân đội, bọn liệt sơn vương khuôn mặt cứng ngắc lại xuống, thậm chí ngay cả phụ cận thủ lĩnh thế lực khác đều là, mở to hai mắt vẻ mặt như gặp quỷ nhìn Mục Trần. Cửu U sinh gái vẻ mặt cũng ngạc nhiên nhìn qua Mục Trần, nàng không nghĩ tới Mục Trần một hơi mượn bốn chi quân đội cộng cửu U vệ, nữa hẳn là là muốn khống chế năm chi quân đội đây chính là năm chi chiến ý bất đồng quân đội A, nếu như toàn bộ cộng lại mà nói số lượng thậm chí vượt qua 3 vạn. Hắn muốn khống chế nói dễ vậy sao? Chiêm thai lưu ly gương mặt thanh lệ hiện lên một vòng kinh ngạc, lát sau chỉ thâm ý liếc mục trần cũng không có nhiều lời. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, còn tiêu thiên vẻ mặt âm trầm, hắn thấy mục trần không muốn mất mặt trước hắn nên đem đại la, quân đội hốt chọn một mẻ để giữ thể diện thì đúng hơn. Quân đội này một khi khống chế, không tốt chỉ sợ chưa xong trận mục trần đã bị trấn thành đận độn. Mục vương, bọn liệt sơn vương nhìn qua mục trần, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy mục trần khuôn mặt bình tĩnh chính là, biết hắn cũng không có cùng bọn họ hay nói giỡn. Bọn người liệt sơn vương cắn răng một cái, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng mục trần, có thể khống chí năm chi quân đội chiến y bất đồng đều khống chế. Đành nói, người đã có lòng tin như vậy chúng ta đây liền đem quân đội giao cho ngươi. Mục Trần đối với Liệt Sơn Vương bọn hắn ôm quyền, chợt trầm giọng nói, đa tạ rồi hắn không có nhiều lời ánh mắt hướng đại la thiên vực chư quân bàn tay nhẹ nhàng vung lên oanh năm chi quy mô quân đội không đồng nhất mãnh liệt phóng lên trời tư thái trùng trùng điệp điệp thậm chí so với huyền thiên bộ lạc cùng với lưu ly quân còn muốn cường hãn hơn dù sao đó cũng là trọn vẹn năm chi quân đội a mục trần thân hình khẽ động xuất hiện phía trước năm chi quân đội hắn bỏ qua những ánh mắt khiếp sợ trực tiếp nhìn về phía tiêu thiên mỉm cười bàn tay hư dẫn tiêu thiên đại thống lĩnh xin mời a chương tám trăm bảy mươi Tiêu Thiên bị lửa bịp. Ở sâu bên trong hắc ám bình nguyên, mấy chi quân đội khổng lồ đứng sừng sững giữa trời, chiến ý mênh mông dũng mãnh không ngừng cuồn cuộn cuốn ra khiến cho không gian cũng trở nên vặn vẹo. Nơi đó chính là Mục Trần, Chiêm Đài Lưu Ly cùng với Tiêu Thiên ba người xuất lĩnh quân đội. Tiêu Thiên đứng phía trước Huyền Thiên Bộ Lạc, ánh mắt của hắn trên cao nhìn xuống bao quát lấy mọi người, rồi sau đó ánh mắt âm lãnh quét qua Mục Trần, đặc biệt là thấy năm chi quân đội phía sau Mục Trần, khóe miệng hắn không khỏi nhấc lên một vòng nghĩa mai. Hắn xem Mục Trần vô cùng ngu xuẩn, biết cửu u vệ không thể sông trận nên đem luôn cả đám quân đội khác kéo qua, lấy số lượng để làm ít tiền vốn sông trận a. Hy vọng ngươi không kéo chúng ta xuống bùn bằng không bởi vì ngươi, mà thất bại để chúng ta sông đến nơi đây, trả một cái giá lớn tức thì nên do Đại La Thiên vực đến gánh chịu rồi." Tiêu Thiên hướng về phía Mục Trần cười lạnh. Tên Tiêu Thiên quả là dụng tâm hiểm ác, vạn nhất sau đó sông trận thất bại có thể đem nguyên nhân thất bại ném lên đầu Mục Trần dẫn tới thế lực còn lại đối với Đại La Thiên vực sinh lòng bất mãn. Bất quá Mục Trần chỉ đạm mà quét mắt nhìn hắn một cái, nói, chuyện đó nguyên si hoàn trả, Tiêu Thiên đại thống lĩnh cẩn thận tự vác đá đập vào chân mình đó nha. Hai vị hay vẫn là không nên ở chỗ này cái lộn rồi, dưới mắt vẫn là liên thủ sông trận a. Chiêm Đài Lưu Ly cắt đứt đối trọi gay gắt giữa hai người, rồi sau đó đôi mắt đẹp nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía Tiêu Thiên. Huyền Thiên Bộ, theo ta đi. Tiêu Thiên nhìn Mục Trần cùng Chiêm Đài Lưu Ly liếc, cũng không có nói cái gì nữa. Đi. Chiêm đài lưu ly nhìn qua tiêu thiên, thân ảnh đi xa rồi sau đó cũng là một tiếng quát nhẹ. Xe lăn trở thân thể của nàng bay vút ra, lưu ly quân phẳng phất biến thành một mảnh thủy tinh hải dương nhanh chóng đuổi kịp. Ta cũng đi nha. Mục Trần nhìn về phía bọn cửu U, Liệt Sơn Vương trầm giọng nói. Coi chừng một ít. Cửu U dừng một chút chợt khẽ cắn răng nói. Nếu như không cách nào phá trận vậy thì bảo toàn bản thân, tử vong di tích này không sông cũng không sao, Cửu U biết tứ linh chiến trận khủng bố, hơn nữa nàng cũng rất là lo lắng cho Mục Trần phải chăng thật có thể khống chế năm chi quân đội? Vạn nhất Mục Trần muốn cậy mạnh chỉ sợ sẽ phải trả một giá lớn cực kỳ nghiêm trọng. Cảm nhận được Cửu U lo lắng cho mình, Mục Trần hướng về phía nàng gật đầu cười. Ta sẽ hết sức. Mục Trần nói khẽ rồi sau đó không hề do dự thân hình bạo lướt mà ra phía sau lưng hắn năm chi quân đội nhanh chóng đuổi kịp âm thanh xe gió vang vọng phía chân trời. Sau Mục Trần thì ba vị thống lĩnh chỉ huy liên hợp quân đội cũng xuất chiến chỉ bất quá khí thế đám bọn hắn cùng so với mục trần hiển nhiên là kém hẳn một cái cấp bậc sau khi bốn nhóm quân đội xông vào mảnh hắc ám thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa giống như lúc bị cắn nuốt bọn hắn tiến vào tứ linh chiến trận rồi giống ngay sau đó tiếng kinh hô truyền ra tứ linh quân đội trên không đột nhiên có hào quang trói mắt bạo phát bắn ra lúc hào quang tán đi bốn chi khổng lồ nhân mã đã là xuất hiện ở không gian bên trong trận pháp hắc ám mà ngay lúc này tất cả mọi người đều nghe được những tứ linh quân chiến sĩ như pho tượng đứng sừng sững tại cả vùng đất phát ra tiếng hô trầm thấp, tiếng hô chấn động khiến không gian nhộn nhạo lên từng trận rung động. Ông ông, chiến ý hắc sắc cuồn cuộn giống như phong, bạo mang tất cả bắn ra, chiến ý cuồn cuộn phẳng phất như sóng biển vạn trượng gào thét, thiên địa dường như đang run rẩy. Các thế lực đều lộ ra khiếp sợ nhìn qua tứ linh quân bắt đầu cùng bạo, sau một lúc lâu hít sâu một hơi thần sắc trở nên ngưng trọng, bởi vì bọn họ biết được tứ linh chiến trận lúc này đã là chính thức mở ra chỉ là không biết ba vị chiến ý thiên tài liên thủ phải chăng thật có thể đem chiến trận này phá đi. Ở ngoại giới rất nhiều thế lực khẩn trương nhìn chăm chú, Mục Trần cũng đồng dạng đánh giá hoàn cảnh lạ lẫm này, tuy nói ánh mắt bị ngăn trở nhưng Mục Trần cũng có thể đoán được nguyên nhân cho nên, cũng không bối rối. Để cho ta tới xem tứ linh chiến trận đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ a. À? Mục Trần nhìn qua bốn phía hắc ám không gian thì thào tự nói. Ầm ầm, ngay lúc này hắc ám không gian phẳng phất đang chấn động, Mục Trần ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, bởi vì hắn nhìn thấy chiến ý hắc sắc đang điên cuồng tràn ngập từ sâu trong bối tối lao ra những chiến ý kia mênh mông cuồn cuộn vô tận trực tiếp đem mảnh hắc ám không gian biến thành một mảnh hải dương hắc đang phun trào chiến ý cuồng bạo vô cùng mục trần thân thể căng cứng lập tức đề phòng mà đúng lúc này bên trong hắc ám không gian phẳng phất có một đạo thanh âm cổ xưa phiêu miểu chậm rãi vang vọng tứ linh chiến trận dùng chiến ý hóa tứ tượng chi linh bốn trận phân thanh long trận bạch hổ trận huyền vũ trận Chu Tức trận, bốn trận dùng Thanh Long trận cầm đầu, uy lực của nó mạnh nhất, mà người thứ nhất vào trận liền cùng Thanh Long trận, cái thứ hai là Bạch Hổ trận, dùng cái này suy ra, bốn trận phải đồng thời mở ra, kẻ dẫn đầu phá trận có thể thông qua chiến trận khảo nghiệm sau đó, tiến đến bái kiến Ngô Hoàng. Thanh âm cổ xưa quanh quẩn tại hắc ám không gian làm cho Mục Trần, vẻ mặt kinh ngạc chợt ánh mắt của hắn trở nên cổ quái, hắn không nghĩ tới nguyên lai tứ linh chiến trận, dĩ nhiên là dùng trình tự tiến vào phân phối chiến trận, mà hắn tiến vào thứ ba chiến trận sẽ là huyền vũ trận mà chiêm đài lưu ly là bạch hổ trận như vậy tiêu thiên có lẽ là tiến vào thanh long trận mạnh nhất a à, vừa nghĩ tới điều này khóe miệng hắn thoáng run rẩy đồng thời nghĩ tới vẻ mặt đầy đắc ý vui vẻ của chiêm đài lưu ly lúc trước nàng chính đã thực hiện một hồi dương mưu dẫn đến mục trần cùng tiêu thiên đều là có chỗ hoài nghi tiêu thiên đa nghi một hồi trực tiếp thay nàng dẫn đầu tiến vào thanh long trận mạnh nhất trong tứ trận thật là nữ tử lợi hại tứ linh chiến trận cũng không phải như nàng nói cần phải bốn trận cùng phá mới có thể phá trận mà là chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất phá chỗ chiến trận của bản thân là có thể xông ra trận tiến tới đạt được thiên trận hoàng truyền thừa mục trần âm thầm tắc lưỡi nguyên lai like bọn hắn từ vừa mới bắt đầu đã bị chiêm đài lưu ly lừa gạt rồi thứ hai cũng hiển nhiên là đem tình báo che giấu một ít nàng đem tất cả mọi người lợi dụng một lần vừa nghĩ tới chiêm đài lưu ly bộ dáng nhu nhược kia mục trần nhịn không được lắc đầu quả thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình rong a nhưng Mục Trần quả thực không có gì tức giận, bởi vì hiện tại nên nổi giận phải là cái tên Tiêu Thiên đi gặm Thanh Long, trận kia kìa. Hắn muốn bảo vệ bản thân cũng không xong chứ đừng nghĩ đến thiên trận hoàng truyền thừa tư cách. Mà đối với điểm này Mục Trần hiển nhiên là vui cười, hắn đối với Tiêu Thiên không có một chút hảo cảm cho, nên nhìn thấy hắn bị Chiêm Đài Lưu Ly hung hăng lửa một vố, Mục Trần sung sướng tiếng cười có chút hả hê vang vọng. Thật là một gia hỏa may mắn a. À, mà lúc tiếng cười hả hê phát ra, ở đằng xa sắc mặt tiêu thiên đã triệt để tái nhợt xuống cuối cùng hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời gầm hét lên chiêm đài lưu ly người nhớ kỹ cho ta ầm ầm ngay lúc tiếng gầm gừ vang vọng tứ linh chiến trận cũng là ầm ầm khởi động lập tức sát cơ lành lạnh từ bên trong chiến trận bộc phát ra tứ linh chiến trận cuối cùng mở ra chương 876, huyền vũ trận ầm ầm hắc ám không gian chấn động ầm ầm hắc sắc chiến ý bàng bạc mênh mông như hải dương đen kịt đang từ trong bóng tối lan tràn ôm lấy toàn bộ hắc ám không gian ánh mắt mục trần ngưng trọng nhìn sâu vào đại dương mênh mông rộng lớn không thấy phần cuối sâu trong đó là những làn sóng lớn vạn trượng đang gào thét mơ hồ phát ra âm thanh gào thét vô tận một cảm giác áp bách kinh người đang từ từ hình thành tứ linh chiến trận xem như chính thức mở ra rồi mục trần nhìn thoáng qua phía sau thủ thế nhẹ nhàng vung lên oanh nương theo thủ thế mục trần rơi xuống phía sau cửu u vệ cùng huyết ưng vệ cùng lúc đem chiến ý bộc phát ra hai cỗ cường đại chiến ý tràn ngập ngưng tụ sau lưng mục trần sau đó ánh mắt mục trần chăm chú nhìn về phía xa nơi đó mảnh hải dương chiến ý hắc sắc khổng lồ quy mô so với cửu u vệ cùng huyết ưng vệ tạo thành chiến ý quả thực là cường hãn hơn rất nhiều mà rầm rầm đúng lúc này bên trong đại dương chiến ý phảng phất có tiếng nước rầm rầm vang lên sau đó mục trần nhìn thấy làn sóng lớn vạn trượng từ hải dương chiến ý bay lên mà bên trong sóng biển mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng ma quái vật khổng lồ bao phủ ra Hí, một tiếng gào to kỳ dị đột ngột, từ bên trong sóng lớn vạn trượng truyền ra khiến không gian run rẩy, cảm giác áp bách kinh người vào lúc này càng thêm cường hãn, thậm chí ngay cả hô hấp của Mục Trần vào lúc này cũng bị trì trệ. Muốn tới rồi. Mục Trần toàn thân căng thẳng, song trưởng nắm chặt. Oanh! Làn sóng lớn vạn trượng cuối cùng giáng xuống tóe lên chiến ý bằng bạc, mà ở bên trong chiến ý chỉ thấy một cự quy màu đen chậm rãi xuất hiện. Cự quy vô cùng to lớn, đầu quy giữ tợn trông giống như bị đuôi mãng xà chiếm cứ lưỡi tt e e thổ động trên thân thể cự quy che kín chiến văn tối tăm chiến ý kinh khủng chấn động từ thân hình khổng lồ phát ra phảng phất như có thể thôn phệ thiên địa cực kỳ đáng sợ đây là huyền vũ trận chiến trận chi linh à mục trần chấn động thần sắc cũng trở nên ngưng trọng hẳn lên hắn có thể cảm thụ huyền vũ chiến linh phát ra chiến ý chấn động có bao nhiêu khủng bố đối mặt loại này chiến ý chi linh chỉ sợ xem như liệt sơn vương cùng các cường giả lục phẩm chí tôn đỉnh phong ra đầu run lên. Giống, huyền vũ chiến linh giống như ngọn núi bốn chân đạp trên chiến ý hải dương, cặp mắt lạnh lạnh vĩ đại trực tiếp nhìn về phía mục trần, rồi sau đó miệng lớn gào thét, tiếng kêu gào như tiếng sấm khiến thiên địa nổi lên từng trận phong bạo. Oanh, trên thân hình huyền vũ chiến linh chiến văn lập lòe, chiến ý bắt đầu khởi động. Bên trong miệng lớn hắc quang ngưng tụ một loáng sau một đạo hắc sắc chiến ý, khổng lồ ngàn trượng xuyên thủng hư không mãnh liệt bắn ra trực tiếp đem mục trần, cùng quân đội phía sau đều bao phủ. Chùm tia sáng chiến ý, hắc sắc xẹt qua khiến không gian đều chấn động mắt thường có thể thấy được, Huyền Vũ Chiến Linh ra tay hiển nhiên không có nửa điểm lưu tình, thế công bực này coi như một vị lục phẩm trí tôn chỉ sợ đều chật vật không chịu nổi. Mục Trần thần sắc ngưng trọng nhìn qua tia sáng xuyên thủng không gian, cũng không dám chậm trễ chút nào, bàn chân một dậm, phía sau lưng cửu u vệ cùng huyết ưng vệ chiến ý, bàng bạc lập tức gào thét dựng lên. Lê -z -z sắc nhọn âm thanh hi hi hi. Ý ít, cửu u thức chiến linh, cùng với huyết ưng chiến linh cùng lúc từ hai chi quân đội trên không ngưng luyện ra, rồi sau đó hai đạo chiến linh hai cánh chấn động hai đạo. Chiến y tấm lụa cực lớn quét ngang ra nhanh giống, như tia chớp cùng chùm tia sáng hắc sắc chiến y đối cứng tại một chỗ. Phanh, sóng xung kích kinh người lập tức tàn sát bừa bãi bắn ra, mục trần cũng bị chấn động bắn ngược, nháy mắt sau đó trong cơ thể hắn linh lực bạo phát chống cự cỗ này, trùng kích chi lực mà ở phía sau cửu u tước chiến linh cùng huyết ưng chiến linh đồng dạng bị chấn động liên tiếp lui về phía sau trong hai quân có chiến sĩ kêu rên lên tiếng sắc mặt trắng xám hiển nhiên là nhận lấy trùng kích mục trần sắc mặt có chút khó coi hắn không nghĩ tới đây chỉ là một lần tùy ý xông tới khiến hắn bên này đã bị chế trụ huyền vũ trận linh này chính xác lợi hại dùng sức một mình chống lại hắn bên này hai đạo chiến linh mà vẫn tuyệt đối áp chế hắn đây là chiến trận uy lực sao mục trần miệng nhếch lên lúc trước xong phương chiến ý và chạm nhau hắn có thể cảm giác được rõ ràng huyền vũ chiến linh chiến ý càng thêm ngưng tụ hơn nữa tính công kích cũng càng thêm mạnh mẽ chiến ý loại lực lượng này hiển nhiên cũng có phân chia cao thấp mà rất rõ ràng huyền vũ chiến linh chiến ý so với cửu u vệ chiến ý cùng huyết ưng vệ chiến ý cao cấp hơn rất nhiều loại này cao cấp nguồn gốc từ chiến trận lực lượng nó làm cho chiến ý loại lực lượng này lộ ra càng thêm cường đại nếu như lúc trước mục trần vẻn vẹn dựa vào cửu u vệ chiến ý để chống đỡ mà nói chỉ sợ lúc này cửu u vệ đã xuất hiện thương vong không nhỏ, bởi vì song phương tranh lệch thật sự là quá lớn. Mục Trần đôi mắt đen tuyền nhìn về phía xa xa Huyền Vũ Chiến Linh, đứng sừng sững tại Hải Dương Chiến Ý tối tăm song trưởng chậm rãi nắm chặt, tuy rằng hắn cảm thấy Huyền Vũ Chiến Linh đáng sợ, nhưng chưa hề làm hắn cảm thấy sợ hãi ngược lại sâu bên trong con mắt đen tuyền là thần thái nóng bỏng đang phát ra. Có lẽ đang cùng Huyền Vũ Chiến Linh giao phong hắn có thể mượn việc này, cảm thụ một chút để thấy được chiến trận tăng phúc chiến ý, có điểm nào bất đồng với bình thường chiến ý, biết đâu đó hắn có thể từ đó tìm kiếm được chỗ mấu chốt để trở thành chiến trận sư. Lúc này ở ngoại giới, Cửu U, Liệt Sơn Vương bọn hắn thông qua màn sáng màu đen nhìn thấy Mục Trần, cùng Huyền Vũ Chiến Linh giao phong, ngay lần đầu đã bị tuyệt đối áp chế khiến sắc mặt bọn hắn đều có chút trầm xuống. Huyền Vũ Chiến Linh này thật khó đối phó. Liệt Sơn Vương trầm giọng nói ra, hắn biết rõ mượn hai chi quân đội chiến y chi linh khiến Mục Trần có bao nhiêu lợi hại đủ để so sánh với lục phẩm chí tôn, mà bây giờ bị huyền vũ chiến linh làm cho không có lực hoàn thủ có thể thấy được huyền vũ chiến linh có bao nhiêu lợi hại mục trần sẽ không xảy ra sự tình gì a à? linh kiếm vương nhịn không được mà hỏi hắn lo lắng cho mục trần là thật bất quá trong nội tâm đồng dạng lo lắng cho linh kiếm thị dù sao đó cũng là tổ chức hắn nhiều năm khổ tâm nếu là ở nơi đây toàn quân bị diệt thật sự là khóc không ra nước mắt khuôn mặt cửu u lãnh diễm tuy rằng cũng có chút ít trầm xuống bất quá đối với mục trần nàng có không nhỏ tin tưởng mặc dù cục diện trước mắt đối với Mục Trần, mà nói căn bản không chiếm được ưu thế gì. Không cần quá mức lo lắng, Mục Trần cũng có lá bài tẩy của hắn nói cách khác hắn không ngu, mà đem cả năm chi quân đội toàn bộ đều mang vào đi. Cửu U nói ra, chẳng lẽ Mục Trần thật có thể khống chế năm chi quân đội bất đồng chiến ý? Liệt Sơn Vương do dự một chút nhịn không được hỏi. Lên, nếu thật là như thế Mục Trần, tên kia có chiến ý thiên phú thật kinh người mới có thể làm được loại chuyện này. Cửu U nghe vậy cũng là cười khổ một tiếng lắc đầu nói, ta cũng không biết. Bất quá nếu hắn như làm như vậy tất có nguyên nhân của hắn. Liệt Sơn Vương bọn hắn đồng dạng cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu, đã như vậy trước mắt cũng chỉ có thể nhìn Mục Trần cuối cùng có cái gì hậu thủ. Mặt khác bên trong ba tòa chiến trận đồng dạng tình huống không ổn a. À. Cửu U đôi mắt đẹp chuyển hướng đến ba tòa chiến trận. Chiêm Thai Lưu Ly xem như tốt nhất trong bốn người, nàng tiến vào chính là Bạch Hổ trận, bất quá nàng hiển nhiên là có chỗ chuẩn bị, ba vạn Lưu Ly quân cũng không hoàn toàn thúc dục mà là thúc dục ước chừng hai vạn chiến ý bàng bạc đang khổ sở chống cự bạch hổ chiến linh đang điên cuồng thế công bất quá tuy rằng cục diện không ổn nhưng chiêm thai lưu ly thần sắc bình tĩnh hiển nhiên trước mắt hạ phong chưa vượt quá dự liệu của nàng mà ngoại trừ chiêm thai lưu ly còn tên tiêu thiên cùng mặt khác ba vị liên thủ thống lĩnh đang rất thê thảm tiêu thiên tiến vào chính là thanh long trận mạnh nhất thanh long chiến linh gào thét chiến ý kinh khủng phô thiên cái địa mãnh liệt bắn ra đem huyền thiên bộ lạc ngưng luyện ra cự mãng chiến linh oanh tạc không ngừng phát ra âm thanh thê lương một ít chiến sĩ miệng phun máu tươi về phần ba vị liên thủ thống lĩnh tuy nói bọn hắn tiến vào chu tức trận xem như yếu nhất nhưng bọn hắn cùng ba người mục trần tranh lệch thật sự không nhỏ cho nên mặc dù ba người liên thủ vẫn là rơi xuống hạ phong tổn thất trầm trọng nhất trong bốn mặt trận ở ngoại giới ba vị thống lĩnh thế lực nhìn thấy một màn này con mắt đều đỏ lên nhưng không có biện pháp thời điểm này không ai dám dễ dàng xâm nhập chiến trận bên trong sát phạt chiến trận đã mở ra bọn hắn duy nhất có thể làm chính là chờ đợi nhìn cuối cùng trong bốn trận đến tột cùng ai mới có thể trước tiên phá trận. Bên trong huyền vũ trận, oanh, oanh, chiến y kinh khủng tàn sát bừa bãi, thế công như thái sơn áp đỉnh liên tục không ngừng bắn về hướng mục trần. Đối với thế công này mục trần liên tiếp bại lui, cửu u vệ cùng huyết ưng vệ đau khổ kiên trì, hai đạo chiến y chi linh trên thân thể chiến văn bắt đầu ảm đạm hiển nhiên là không cách nào địch nổi huyền vũ chiến linh. Hô! Thân hình mục trần bắn ngược ra rơi vào thân thể cửu u tức chiến linh, hắn nhìn qua trên thân thể chiến văn ảm đạm, khuôn mặt tuấn giật, càng ngưng trọng trượt hắn hít sâu một hơi con mắt nhìn phía sau ba chi quân đội, sau đó song trưởng chậm rãi dơ lên. Ba chi quân đội tất cả thân thể chiến sĩ đều mãnh liệt căng thẳng đứng lên. Ở ngoại giới, cửu U, Liệt Sơn Vương bọn hắn đồng tử mãnh liệt co rụt lại, chợt hô hấp đều là ngưng lại, bởi vì bọn họ biết mục trần rút cuộc muốn bộc phát năm quân chiến ý rồi. Chẳng qua là hắn thật có thể điều khiển năm chi quân đội chiến ý sao? Về điểm này tin tưởng Mục Trần như cửu u đều là nhịn không được đôi bàn tay, như ngọc trắng nắm chặt lại. Mục Trần bàn tay không chút do dự hung hăng vung lên, tiếng quát trầm thấp vang vọng bên tai tất cả chiến sĩ năm chi quân đội. Chiến ý, thúc dục. Chương 877, Ngũ Linh đều xuất hiện. Chiến ý, thúc dục. Thanh âm từ mảnh hắc ám không gian vang vọng, phía sau lưng năm chi quân đội bộc phát ra tiếng quát sấm sét, sau đó năm cỗ chiến ý mênh mông bàng bạc giống như phong bạo quét sạch thiên địa. Oanh, năm đạo chiến ý bàng bạc thuộc tính hoàn toàn bất đồng tràn ngập trên không năm chi quân đội phảng phất có vô số tiếng gầm gừ từ đó truyền ra cuồng bạo trí làm cho không gian không ngừng nhộn nhạo năm cỗ chiến ý tràn ngập nhưng là phân biệt rõ ràng tồn tại mặc dù không có địch ý nhưng cũng không có chút nào dấu hiệu hòa hợp không thể tính là lực lượng giống nhau bởi vì bên trong mấy vạn chiến sĩ ý chí nếu như không có một đạo mạnh mẽ hữu lực ý niệm khống chế bọn hắn căn bản không cách nào tương dung mà bên trong năm cỗ chiến ý bàng bạc cửu u vệ cùng huyết ảnh mang đã ngưng tụ ra chiến ý chi linh còn về phần mặt khác ba chi quân đội chiến ý lại chỉ trào lên gào thét cũng không có dấu hiệu muốn ngưng tụ ra chiến ý chi linh ngay tại lúc này nếu như ngay cả chiến ý chi linh cũng không ngưng luyện ra như vậy ba chi quân đội đối với mục trần cơ bản là không có bao nhiêu trợ lực cho nên hắn nhất định đồng thời đem năm đạo chiến ý chi linh ngưng luyện ra chỉ có như vậy hắn mới có thể chống lại huyền vũ trận chiến ý chi linh hô mục trần hít một hơi thật sâu thần sắc một mảnh ngưng trọng Hắn tự nhiên cũng rõ ràng muốn đồng thời ngưng luyện và khống chế năm đạo chiến ý chi linh, có bao nhiêu độ khó, chỉ sợ trình độ khó khăn còn siêu việt hơn, chiêm thai lưu ly khống chế ba vạn lưu ly quân. Mục Trần mũi chân điểm một cái, thân hình bắn ngược trở ra, chợt trực tiếp xuất hiện trên không của ba chi quân đội, hai mắt hắn mắt khép hờ, ý niệm trực tiếp quét ngang ra sau đó, lập tức vọt vào chiến ý bàng bạc của ba chi quân đội. Oanh, oanh, lúc ý niệm Mục Trần xông vào lập tức có tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc cuốn tới tiếng gào thét hội tụ lấy ngàn vạn ý chí chiến sĩ đủ, để chấn động đầu não muốn nứt, thần trí tiêu tán. Bất quá Mục Trần không kinh hoàng ngược lại buông tha, cho tất cả chống cự tùy ý để ý niệm bản thân nhanh chóng dung nhập vào chiến ý bàng bạc của ba chi quân đội. Theo Mục Trần ý niệm dung nhập khiến ba cỗ bàng bạc chiến ý bắt đầu khởi động chiến ý, phảng phất đã có được linh trí bình thường nhanh chóng ngưng tụ, bất quá chưa lập tức thành công, bởi vì chiến ý chi linh thủy chung chưa từng thành hình chỉ là có mơ hồ ngoại hình một tia mồ hôi từ trên mặt mục trần chảy xuống song trưởng của hắn nắm chặt hai đầu lông mày nhăn lại ngưng tụ chiến y chi linh thật không dễ dàng không phải nhẹ nhõm là có thể làm được hơn nữa lúc này huyền vũ chiến linh không ngừng phát động thế công dẫn đến cửu u vệ cùng huyết ưng vệ hai đạo chiến y chi linh không ngừng bại lui trên thân thể chiến văn càng ảm đạm ở bên ngoài chiến trận cửu u liệt sơn vương bọn hắn chờ đợi lo lắng mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương bởi vì bọn họ minh bạch nếu như mục trần không cách nào ngưng luyện ra năm đạo chiến ý chi linh, căn bản cũng không có khả năng chiến thắng được huyền vũ chiến linh. Mục Trần hẳn là có thể đủ làm được, chỉ có điều muốn tốn ít thời gian, hy vọng bằng vào cửu u vệ cùng huyết ưng vệ chiến ý chi linh, có thể tạm thời ngăn cản được huyền vũ chiến linh tiến công. Tí tách, mồ hôi càng ngày càng dày đặc từ trên mặt Mục Trần chảy xuống, xa xa thanh âm chiến ý va chạm oanh tạc, hắn cảm nhận được hai đạo chiến ý chi linh sắp không ngăn cản nổi. Bất quá đối với khẩn cấp trước mắt, Mục Trần nội tâm ngược lại càng trở lên bình tĩnh bởi vì hắn biết thời điểm này, càng bối rối vậy cách thất bại càng gần. Nhanh! Mục Trần nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Oanh! Lại là một chùm tia sáng chiến ý, cuồng bạo hung hăng oanh kích tầng phòng ngự của cửu u vệ, cùng huyết ưng vệ chiến linh khiến không ít chiến sĩ phun ra máu tươi. Giống, huyền vũ chiến linh giữ tận gào rú, cặp mắt lành lạnh đột nhiên tập trung vào mục trần. Nó tự hồ đã nhận ra gì đó, nháy mắt sau đó chiến ý hắc sắc giống như trường thương xuyên thủng hư không xuyên thẳng, qua khe hở phòng ngự trực tiếp tập trung vào mục trần cửu u liệt sơn vương bọn hắn nhìn thấy một màn này lập tức biến sắc oanh bất cá ngay tại lúc sắp đánh trúng thân thể mục trần trên không ba chi quân đội chiến ý hải dương mãnh liệt chấn động rồi sau đó chiến ý bộc phát ra ba đạo khổng lồ chiến ý chi linh cơ hồ cùng lúc ngưng tụ thành hình ở bên trong linh kiếm thị chiến ý hải dương bàng bạc là cự ảnh chiến ý trong tay cầm cự kiếm nổi giận chém hạ xuống giống như tấm thuẫn thủ hộ tại phía trước mục trần đem đạo chiến ý trường thương ngăn cản, phanh, chiến ý chấn động khuếch tán ra cự kiếm lập tức bị đẩy lui bất quá mục trần nắm lấy ngăn trở ngắn ngủi thân hình khẽ động phóng lên trời, rồi sau đó xuất hiện trên không năm chi quân đội, hắn lăng không mà đứng phía dưới chân năm đạo chiến ý chi linh khổng lồ xuất hiện ở bên trên chiến ý hải dương từng cỗ cường đại chiến ý chấn động phát ra làm cho không gian chấn động, năm đạo chiến ý chi linh vừa xuất hiện hiển nhiên có tính lắc động mãnh liệt ở chiến trận bên ngoài thế lực khắp nơi trợn mắt há hốc mồm. Huyền Thiên Điện Liễu Viêm cùng với thần các phương nghị sắc mặt khó coi, trong mắt khiếp sợ không che giấu được. Vậy mà thật sự bị hắn đồng thời ngưng luyện ra. Liệt Sơn Vương như chút được gánh nặng thở dài một hơi chợt chép miệng chật lưỡi tán thán, Mục Vương thật sự là trẻ tuổi anh kiệt, đồng thời ngưng luyện khống chế năm chi quân đội chiến y chi linh, bổn sự bực này coi như chiến y thiên tài khác cũng khó có thể làm được. Linh Kiếm Vương bọn hắn khuôn mặt có dáng tươi cười nổi lên, căng thẳng tâm lý cũng đè xuống bất cá nhịn không được thở dài một hơi, Năm chi quân đội ngưng luyện đi ra chiến y chi linh, trong tay Mục Trần cùng tại trong tay của bọn hắn thật sự là có không nhỏ tranh lệch. Loại này quân đội hoàn toàn chính xác chỉ có trong tay chiến y thiên tài mới có thể tính, là chân chính thần binh lợi khí a. Bên trong chiến trận, Mục Trần nhìn thoáng qua chiến y chi linh của năm chi quân đội, ngoại trừ linh kiếm thị chiến y chi linh là cự ảnh cầm cự kiếm, liệt sơn quân chiến y chi linh là cự ảnh cầm phủ tràn ngập cương mãnh bá đạo, mà hồng quân thì là một đạo cự quy thân ảnh tràn ngập trầm ổn những chiến y chi linh này hẳn là liệt sơn quân mạnh nhất. Mục Trần ánh mắt đảo qua hắn có thể cảm giác được liệt sơn quân chiến y chi linh, toàn thân phát ra chiến y chấn động rất mạnh mẽ hơn nữa trên thân thể chiến văn, cũng là cao tới hơn 6.000 so với cửu u vệ hơn 4.000 đạo hiển nhiên là, càng thêm cường đại. Đương nhiên đây cũng không phải nói liệt sơn quân chất lượng hơn so với cửu u vệ, chỉ vì bọn hắn chiếm cứ nhân số ưu thế hơn, vạn số lượng gấp 2 cửu u vệ rồi. Dù sao đây cũng không phải trực thuộc quân đội của ta, ăn ý cùng với độ dung hợp đều quá thấp. Mục Trần có chút tiếc hận. Hắn bằng vào cửu u vệ 5000 số lượng ngưng luyện ra chiến Y chi linh, liền có hơn 4000 đạo chiến văn, mà trái lại liệt sơn quân, chọn vẹn hơn vạn mới hơn nhiều 2000 đạo tả hữu mà thôi. Bất quá tuy nói có chút tiếc hận nhưng mà Mục Trần cũng biết hiện tại hắn cũng chỉ có thể bằng vào năm chi liên quân đến chống lại Huyền Vũ chiến linh rồi. Mặt khác trước mắt ta trực tiếp đã khống chế chừng 3 vạn quân đội đã bắt đầu cảm giác có chút miễn cưỡng, nếu như nhiều hơn nữa mà nói có lẽ liền khó có thể trèo trống ý niệm cũng sẽ bị cuồng bạo chiến y phá hủy mục trần ánh mắt có chút lập lòe trong nội tâm ý niệm không ngừng lóe ra bất quá vì sao những cường đại chiến trận sư có thể khống chế mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn quân đội một người ý niệm tại sao có thể khống chế nhiều người như vậy ý chí trong lúc này tất nhiên có chỗ ta không biết có lẽ đó chính là chiến trận sư bí mật a mục trần ánh mắt tinh mang lập lòe chiến trận sư tại thời đại bây giờ chút thần bí tất cả có rất ít quan tin tức của bọn hắn lưu truyền tới cho nên tử vong di tích bên trong có quan hệ chiến trận sư truyền thừa mới đặc biệt chân quý bất quá như thế nào chỉ cần có thể xông ra hắn có thể biết được chiến trận sư bí mật đến tột cùng là cái gì mà khi đó hắn có thể đủ đột phá bình cảnh trở thành chính thức chiến trận sư mục trần bàn tay chậm rãi nắm chặt ánh mắt hắn nóng bỏng ngẩng đầu lên trực tiếp là nhìn phía phía trước huyền vũ chiến linh dữ tợn ta cũng không tin ta bằng vào năm đạo chiến ý chi linh lại sẽ xông không qua trận này Chương 878, thảm thiết. Trong không gian hắc ám, chiến ý cuồng bạo giống như thủy triều bắt đầu khởi động điên cuồng, chỉ ngẫu nhiên trùng kích cũng khiến không gian đều rung chuyển, lúc này trong mảnh không gian đều đã bị chiến ý chiếm cứ toàn bộ. Mục Trần Lăng không mà đứng phía dưới hắn năm đạo chiến ý chi linh cự đại song song, mà đứng nhìn chằm chằm vào sâu trong hải dương chiến ý tối tăm nơi đó, chính là Huyền Vũ chiến linh. Lục đạo chiến y chi linh đang giằng co, bàn về thể tích tự nhiên là Huyền Vũ Chi Linh chiếm cứ tuyệt đối ưu thế bất quá Mục Trần, bên này lại chiếm cứ lấy số lượng ưu thế, lấy 5 versus 1. Chiến y chấn động cũng lộ ra thanh thế rất mạnh. Chính vì vậy Huyền Vũ Chiến Linh đã xuất hiện một ít kiêng kỵ, song phương đúng vào lúc này xuất hiện rằng co ngắn ngủi. Loại rằng co này khiến Mục Trần mừng rỡ, hắn ý niệm chuyển động mệnh lệnh cửu u vệ cùng với huyết ưng, vệ nghỉ ngơi và hồi phục chuẩn bị trạng thái đỉnh phong cùng Huyền Vũ Chiến Linh, triển khai chính thức quyết đấu. Trải qua lúc trước giao phòng hắn đã rất rõ ràng Huyền Vũ Chiến Linh rất khó giải quyết. Mặc dù hôm nay hắn khống chế năm chi quân đội Chiến Y Chi Linh, nhưng có thể giải quyết được Huyền Vũ Chiến Linh hay không hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Bất quá bất kể như thế nào, dù sao cũng phải toàn lực thử một lần mới được biểu tượng cảm xúc Colton Terry. Giống mà ngay tại lúc này Huyền Vũ Chiến Linh diện mục dữ tợn chợt bộc phát ra tiếng gào thét kinh thiên, phía trên thân hình khổng lồ vô số đạo chiến văn lóe sáng chói mắt chiến ý bàng bạc thậm chí hóa thành khe hở màu đen từng vòng, từng vòng theo thân hình to lớn khuếch tán ra. Lúc này đây Huyền Vũ Chiến Linh giống hệt như Huyền Vũ chi thú đang sống sờ sờ. Đông, Huyền Vũ Chiến Linh cự thủ đạp mạnh, phía dưới hắn hải dương chiến ý tối tăm tóe lên sóng gió động trời, sóng lớn vạn trượng, mang theo thanh thế nghiền áp như núi cao đè xuống đỉnh đầu Mục Trần. Giống, năm đạo chiến ý chi linh vào lúc này đồng thời bộc phát ra thanh âm gào thét, chiến ý màu sắc bất đồng như, năm sắc cầu vồng sắc bén bắn ra cùng nhau hợp lực đem sóng lớn tối tăm xé rách ngay lúc sóng lớn bị xé rách mục trần ánh mắt phát lạnh tâm niệm vừa động điều khiển nam đạo chiến y chi linh xông ra ngoài đem huyền vũ chiến linh vây khốn oanh cửu u chiến linh huyết ảnh chiến linh chấn động hai cánh chiến y biến thành cánh chim phẳng phất như những thanh tiễn vũ sắc bén nhất phô thiên cái địa xuyên qua hư không đâm về phía huyền vũ chiến linh còn liệt sơn quân linh kiếm thị dùng cự kiếm cùng cự phủ mang theo chi lực bằng bạc bà hung hăng chảm xuống nhưng Huyền Vũ Chiến Linh không sợ chút nào, đôi quy thủ hất lên chiến y bàng bạc biến thành màn hào quang thủ hộ tại thân hình bên ngoài. Phanh! Phanh! Năm đạo chiến y chi linh công kích rơi vào vòng bảo hộ chỉ tạo ra từng vòng rung động, không thể đem vòng bảo hộ đánh bại. Giống, ngay lúc này, Huyền Vũ Chiến Linh quy thủ xuất động như dao long mãnh mẽ vô cùng, mãnh liệt một xé lập tức hơn phân nửa cánh huyết ưng chi linh đều bị xé rách xuống. Mục Trần nhìn thấy một màn này trong mắt hắn Hàn mang xẹt qua. Oanh! cự phủ cùng với cự kiếm quang ảnh vào lúc này đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đồng thời chạm xuống vòng bảo hộ bên ngoài thân hình Huyền Vũ Chiến Linh, trực tiếp chém vỡ vòng bảo hộ. Cửu U vệ Chiến Linh tiếng rít vang lên, hai cánh giống như lưỡi dao sắc bén vô cùng phá vỡ không gian nhanh như là tia chớp xuyên qua vòng bảo hộ chém. Vào quy thủ đang thò ra bên trên của Huyền Vũ Chiến Linh, lập tức kéo lê một vết rạn thật dài, bên trong vết rạn chiến y tối tăm tràn ra. Giống, Huyền Vũ Chiến Linh nổi giận gào thét, cự mãng giống như đuôi rắn trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng âm u mãnh liệt bắn ra mang theo cuồng bạo chiến y giống như muốn phá nát hư không hư một quang ảnh cự quy ngang trời sông ra ngăn trở tại phía trước tùy ý để cự mãng đuôi rắn hung hăng oanh kích bên trên mai rùa lập tức sóng xung kích đáng sợ tàn sát bừa bãi bắn ra đem cự quy đẩy lui ngàn trượng quang ảnh cự quy tự nhiên là hồng quân chiến y biến thành chi quân đội am hiểu phòng ngự cho nên chiến y cũng là hùng hậu như núi tuy nói công kích không lộ ra lăng lệ ác liệt nhưng tại phòng ngự bên trên lại thắng chiến y chi linh khác, mà ngay lúc này bốn đạo chiến linh lại lần nữa điên cuồng ùa lên, chiến ý cuồng bạo như tấm lục trực tiếp đối với huyền vũ chiến linh triển khai điên cuồng oanh tạc mãnh liệt. bất quá huyền vũ chiến linh không chút nào lộ ra yếu thế từng thế phản công hung ác liên tiếp khi triển khiến không gian không ngừng chấn động, mỗi một lần phản công đều làm cho bốn đạo chiến y chi linh chật vật tránh né, nếu không có hồng quân chiến linh không ngừng trợ giúp phòng ngự chỉ sợ sớm đã có chiến y chi linh bị xé nát ra rồi bất quá dù là như thế cũng đã lộ ra cực kỳ thảm thiết năm đạo chiến y chi linh điên cuồng tiến công dần dần bị xé xuất ra từng đạo vết rách chiến y theo chỗ vết rách thẩm thấu ra ở bên ngoài chiến trận thế lực khắp nơi đều trợn mắt há hốc mồm nhìn tòa chiến trận mục trần hiển nhiên đều vì trong đó chiến đấu thảm thiết mà trong lòng chấn động tuy nói mỗi một lần năm đạo chiến linh điên cuồng công kích đều bị huyền vũ chiến linh chống đỡ hơn nữa lúc phản công sẽ làm cho một đạo chiến y chi linh bị trọng thương nhưng ai nấy đều thấy được năm đạo chiến linh được mục trần điều khiển công thủ lộ ra cực kỳ ăn ý cũng chính bởi vì như thế trên thân thể nam đạo chiến linh vết rách càng ngày càng nhiều thì trên thân thể huyền vũ chiến linh đồng dạng bắt đầu xuất hiện từng đạo khe hở mục vương lần này điều khiển ngược lại là tuyệt không thể tả huyền vũ chiến linh hiển nhiên hơn xa năm chiến ý chi linh nếu như một mình đối mặt chỉ không đến ba hiệp đã bị xé nát bất quá mục vương nhưng lại có thể mượn nam đạo chiến linh đặc tính triển khai công thủ cùng huyền vũ chiến linh đấu phân biệt được cao thấp thật là làm cho người thán phục a Liệt Sơn Vương bọn người nhìn qua Huyền Vũ, trận tình hình chiến đấu thảm thiết nhịn không được một tiếng cảm thán. Bất quá chỗ chiến trận chiêm đài lưu ly, giống như đã bắt đầu ổn định trận tuyến bắt đầu phản công. Cửu U đột nhiên nói ra, khuôn mặt đẹp của nàng hiện lên chút kinh dị. Chiêm đài lưu ly cũng là kỳ tài a. À. Liệt Sơn Vương bọn hắn cũng là sắc mặt ngưng trọng, bởi vì bọn họ phát hiện Mục Trần vẫn còn cùng Huyền Vũ chiến linh chém giết đau khổ, thì Chiêm Đài Lưu Ly bắt đầu một bước phản công áp chế Bạch Hổ chiến linh, mà một khi bị nàng tìm được cơ hội, chỉ sợ rất có thể dẫn đầu đánh bại Bạch Hổ Chiến Linh, mà đến lúc đó nàng sẽ là người thứ nhất phá trận thành công. Bất quá bọn hắn cũng không có biện pháp vì Chiêm Đài Lưu Ly hiển nhiên đến có chuẩn bị, ba vạn Lưu Ly quân từ loại nào trình độ, mà nói so với bọn hắn năm chi quân đội cộng lại còn muốn cường hoành hơn, dù sao đó cũng là một khối chiến ý, cho nên trước mắt duy nhất có năng lực so với Mục Trần dẫn đầu phá trận chỉ sợ sẽ là Chiêm Đài Lưu Ly rồi, về phần tên Tiêu Thiên tự bảo vệ mình đã tốt lắm rồi căn bản không có khả năng phản công càng không nói đến phá trận rồi biểu tượng cảm xúc bách mừng bên trong bạch hổ chiến trận chiêm đài lưu ly nhìn qua thế công cuồng bạo của bạch hổ chiến linh đôi mắt đẹp có chút nhíu lại chợt ngọc thủ chậm rãi nắm chặt thì thào lẩm bẩm có lẽ không sai biệt lắm nàng ngọc thủ nhẹ nhàng nâng lên sau đó đột nhiên vung xuống tại phía sau lưu ly quân khổng lồ trên không lập tức có hào quang trói mắt phóng lên trời chiến ý ngập trời oanh huyền vũ chiến trận một đạo chiến y tối tăm quét ngang ra hung hăng oanh kích cự quy chiến linh, làm cho mai rùa cứng rắn vào lúc này nứt toác ra, bên trong hồng quân lập tức có mấy trăm chiến sĩ khóe miệng có máu tươi tràn ra. Phanh, cự phủ, cự kiếm cùng với quang cánh sắc bén từ trên trời giáng xuống, nhân cơ hội không chút lưu tình oanh kích huyền vũ chiến linh, chiến y cuồng bạo đem hắn oanh kích lui về phía sau. Bất quá huyền vũ chiến linh cũng không phải dạng vừa đâu biểu tượng cảm xúc bách mừng. Mặc dù bị đẩy lui vẫn là miệng lớn gầm thét phun ra một đạo chiến y đem cửu u, vệ chiến linh chấn bay ngược ra trên thân thể cao lớn xuất hiện vết dạn tràn ngập. Mục Trần lúc này khẽ run lên, sắc mặt chút tái nhợt, mồ hôi theo khuôn mặt chảy xuống, Mục Trần lúc này đã cảm giác được trong đầu có đau đớn truyền đến. Điều này cho thấy hắn điều khiển chiến ý sắp đạt đến dấu hiệu cực hạn, không thể tiếp tục kéo dài rồi. Mục Trần cắn răng trước mắt ai đầu tiên xông qua tứ linh chiến trận là có thể đạt được thiên trận hoàng truyền thừa, tuy nhiên hắn biết rõ Tiêu Thiên cùng với ba vị thống lĩnh không có khả năng dẫn đầu phá trận nhưng chiêm đài lưu ly lại một uy hiếp thật lớn. Nếu hắn cứ kéo dài như vậy nói không chừng sẽ bị chiêm đài lưu ly đoạt trước một bước. đến lúc ấy phá trận cũng còn cái ý nghĩa khỉ gì nữa. cho nên hắn không thể kéo dài được nữa. đã như vậy, màu đen trong đôi mắt hắn tinh quang lập lòe. chợt hắn mãnh liệt cắn răng một cái. vậy thì liều một phen. vừa mới nói xong, mục trần không có có do dự nào, bàn tay đột nhiên vung lên, thanh âm quát khẽ vang vọng bên tai từng chiến sĩ của năm quân dẫn tới bọn hắn, trong nội tâm đều chấn động. Chư quân nghe lệnh, Ngũ Linh tụ. Chương 879, Tụ Ngũ Linh. Chư quân nghe lệnh, Ngũ Linh tụ. Mục Trần quát khẽ, thanh âm vang vọng bên tai các chiến sĩ, lúc nghe được tiếng quát này, dù những chiến sĩ kia có thiên tính phục tùng, cũng có phần ngơ ngác một chút, trong mắt lộ vẻ do dự. Bất quá, sự do dự nhanh chóng biến mất, quân lính đều cắn răng áp chế xuống, thân là quân nhân, nhiều năm huấn luyện làm bọn hắn hiểu được, chỉ cần chỉ huy vẫn còn nhất định cần phải nghe theo bất kỳ lệnh chỉ huy nào mặc dù kiểu chỉ huy này dùng năng lực của bọn hắn nhất thời có chút không cách nào tiếp nhận năm quân chiến sĩ cực nhanh áp chế sự trần chờ, tâm thần khẽ động lập tức năm đạo chiến y chi linh ngửa mặt lên trời thét dài sau đó mãnh liệt hóa thành cột sáng mãnh liệt bắn ra nhập vào nhau cùng một chỗ trên bầu trời năm đạo chiến y chi linh va chạm lẫn nhau oanh sự va chạm tạo ra thanh âm nổ vang kinh thiên màu sắc chiến y bất đồng bành trướng tràn ngập tạo thành một đạo cự đại khe hở vô cùng rực rỡ tươi đẹp, khe hở ước chừng vạn trượng, bên trong khe hở là một luồng bàng bạc chiến ý thuộc tính bất đồng đang va đập, lẫn nhau, mỗi một lần xông tới liền tạo ra những thanh âm kinh thiên, khiến không gian chấn động. Ở bên ngoài, thế lực khắp nơi thấy màn này đều kinh hãi, khiếp sợ nghẹn ngào, mục trần điên rồi hư. Hắn dám đem năm đạo bất đồng chiến ý hợp lại một chỗ. Cửu U, Liệt Sơn Vương hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều có chút tái nhợt, không giấu được vẻ chấn động trong mắt. Hiển nhiên, hành động lần này của Mục Trần là ngoài dự liệu của bọn hắn. Tuy nói bọn hắn tại phương diện chiến ý không cao minh, nhưng dù sao cũng là cường giả danh chấn một phương, nhất pháp minh vạn pháp thông, bọn hắn cũng biết hành động này của Mục Trần có nhiều phần điên cuồng. Linh lực thuộc tính bất đồng nếu cưỡng ép hỗn hợp, cuối cùng chỉ có một hậu quả, đó chính là linh lực bạo tạc cùng với việc mang người khởi sướng nổ thành mảnh nhỏ. Tuy nhiên cửu u bọn hắn không chắc chiến ý cũng như thế, nhưng dù thế nào, muốn làm được như Mục Trần chính là cực kỳ gian nan lá gan của mục vương cũng quá lớn đi liệt sơn vương giật khóe miệng cuối cùng cười khổ một tiếng bọn hắn tự nhiên biết được nếu có thể đem năm đạo chiến ý hợp cùng một chỗ uy lực tất nhiên so với phân tán ra sẽ càng mạnh hơn nữa nói thì dễ nhưng nếu làm thì lại nguy hiểm vô cùng nếu là chiến trận sư thật sự muốn hợp nhất bất đồng chiến ý có lẽ thực sự sẽ có chút bổn sự nhưng hiện tại mục trần không phải chân chính là chiến trận sư cho nên cái bước này thật sự là mạo hiểm vô cùng Bên trong chiến trận, Mục Trần nhắm chặt hai mắt, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, gân xanh trên trán nhúc nhích, trên mặt hiện đầy vẻ thống khổ. Hiển nhiên, đem năm đạo bất đồng chiến ý hợp lại, đối với Mục Trần lúc này là một loại chuyện khó khăn cực kỳ. Bất quá, muốn dùng tốc độ nhanh nhất phá trận, cũng chỉ có thể chỉnh hợp năm đạo chiến ý, tiến tới phát động thế công mạnh nhất, triệt triệt để để đánh tan Huyền Vũ Chiến Linh, nếu không, một khi bị rơi vào giằng co, có lẽ người thứ nhất xông trận mà vào. Có thể chính là Chiêm Đài Lưu Ly và thứ cần lấy sẽ bị cướp đi. Mục Trần rất rõ ràng, Chiêm Đài Lưu Ly có chuẩn bị mà đến, hơn nữa lại là Lưu Ly quân thuần một sắc. Tại chiến ý phương diện là hơn xa hắn, nếu là kéo dài trận chiến, có khả năng nàng sẽ dẫn đầu phá trận, đến lúc đó nàng đem Thiên Trận Hoàng truyền thừa cướp. Đi, bọn hắn sẽ còn lại được gì cơ chứ? Loại kết quả này hiển nhiên không phải thứ Mục Trần muốn. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn cũng gờ muốn đánh cược một lần bất quá với sự việc này mục trần cũng không có tuyệt đối nắm chắc khi năm đạo chiến y chính thức bắt đầu tiếp xúc hắn đã cảm nhận được lực bài xích cùng kháng cự mạnh bao nhiêu đối với loại bài xích này mục trần cũng không có bao nhiêu phương pháp xử lý hắn chỉ có thể áp dụng ngốc nhất biện pháp chính là dùng bản thân ý niệm dung nhập trong đó tận khả năng cưỡng ép đem năm đạo chiến y chỉnh hợp có điều loại biện pháp này tiêu hao ý niệm là một con số kinh người có thể nghĩ một đạo ý niệm thống trị mấy vạn đạo ý chí hơn nữa những ý chí này lại kháng cự lẫn nhau, đối với ý niệm của một người, sẽ là gánh nặng lớn đến đâu, nếu đổi lại là người khác, dẫu là cỡ như liệt sơn vương, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị phá hủy ý niệm, thần trí đả kích trí mạng trọng thương. Nếu không phải mục trần là linh trận sư, bản thân ý niệm vốn là cường hãn, hơn nữa năm đạo chiến ý, đều cũng không có chút ý phản kháng, chỉ sợ dù có dư tự tin, mục trần hắn cũng không dám đơn giản nếm thử. Dù vậy, hắn lúc này, cũng là ý nghĩ kịch liệt đau nhức, đầu hắn giống như là muốn nổ ra, gân xanh trên trán tốc độ nhúc nhích càng lúc càng nhanh, mặt hắn tỏ vẻ đáng sợ. Trên không trung, trong vạn trượng khe hở, hoa mỹ nhan sắc không ngừng tỏa ra, từng đạo tiếng sấm rền tiếng vang, đại biểu cho chiến ý ở giữa xung kích rống. Ngay lúc Mục Trần chỉnh hợp năm đạo chiến ý, Huyền Vũ Chiến Linh tự hồ nhận ra sự uy hiếp từ khe hở, nó gào rú lên tiếng, hướng cặp mắt vĩ đại lạnh toát vào Mục Trần, khiến toàn thân Mục Trần phát lạnh. Huyền Vũ Chiến Linh không hề do dự, cái đuôi hung hăng hất lên, một đạo cự đại ánh sáng âm u xé rách hư không, trực tiếp là đối với mục trần bao phủ mà đi. Bên trong đạo ánh sáng có đáng sợ chấn động phát ra, dù là tầm thường lục phẩm trí tôn cũng không dám ngạnh kháng, lúc này mục trần lại không có chiến ý hộ thân, bản thân lực lượng gần kề chỉ là tứ phẩm trí tôn. Cho nên bực này thế công đối với hắn mà nói, có thể nói chí mạng. Huyền vũ chiến linh hiển nhiên là xảo trá vô cùng, lấy thời cơ cực kỳ tinh diệu, đúng lúc mục trần đang chỉnh hợp năm đạo chiến ý, hoàn toàn không thể né tránh vô số kinh hô thanh âm cửu u liệt sơn vương sắc mặt chịu kịch biến oanh ánh sáng âm u tới quá nhanh không để cho ai có quá nhiều phản ứng xuất hiện ở trước mặt mục trần chấn động đáng sợ làm cho mục trần toàn thân đau đớn nháy mắt sau đó hắn cắn răng một cái hai tay rồi kết ấn ông cường hãn linh lực như phong bạo tự trong cơ thể mục trần phóng xuất một đạo cự ảnh lập tức hiện ra đem mục trần hộ ở trong đó sau đầu cự ảnh một vòng kim sắc liệt nhật lơ lửng đó là Đại Nhật Bất Diệt Thân. Trong thời khắc mấu chốt, Mục Trần đã gọi Đại Nhật Bất Diệt Thân ra để hộ thể. Oanh, ánh sáng âm u gào thét, không lưu tình hung hăng oanh kích bên trên Đại Nhật Bất Diệt Thân, lập tức sáng chói hào quang bộc phát. Đại Nhật Bất Diệt Thân cường đại là thế, khoảnh khắc vỡ nát, Đại Nhật Bất Diệt Thân thế mà cũng chỉ ngăn cản được trong chốc lát. Đại Nhật Bất Diệt Thân bạo toái, một đạo thân ảnh chật vật bắn ngược ra, ánh sáng âm u vỡ vụn liền phân ra một đạo, lần nữa truy kích mà đến cuối cùng như là tia chớp oanh kích tại mục trần lồng ngực. Phốc, ánh sáng âm u nổ vang, sắc, mặt hắn trắng bệt, một ngụ máu tươi tự phun tới. Quần áo trực tiếp là bị chấn thành bột phấn, một lỗ máu trên bả vai lộ ra. Mục trần chật vật, thân hình bị đẩy lui hơn vạn trượng mới đứng vững, mặt trắng như tờ giấy, cúi đầu nhìn qua nơi bả vai với lỗ máu đầm đìa, trong mắt tràn đầy nỗi khiếp sợ. Tại lỗ máu, một đạo tử kim long văn chậm rãi du động ra, là chân long chi văn chỉ có điều lúc này đạo chân long chi văn lộ ra vẻ ảm đạm cùng uể oải bởi vì trước nó trợ giúp mục trần đã nhận lấy một lần trọng thương nếu không như thế hiện tại mục trần bả vai không chỉ là một cái lỗ máu mà là cả bả vai đều hóa thành mảnh vỡ huyền vũ chiến linh chỉ phát một cú đánh liền đem trí tôn pháp thân đánh nát hơn nữa còn thiếu điều làm cho trọng thương chí mạng lực lượng thật sự là cường hãn không có chiến ý lực lượng làm hậu thuẫn quả nhiên cùng lục phẩm trí tôn kém không nhỏ mục trần thì thào tự nói. Nếu là năm đạo chiến y chi linh như trước thủ hộ tại bên người, huyền vũ chiến linh sao có thể làm bị thương hắn? Chỉ khi nào chiến y chi linh mất đi, dùng tứ phẩm trí tôn lực lượng của hắn, sẽ rất khó lại một mình chống lại. Giống, xa xa, huyền vũ chiến linh thấy mục trần không bị một kích gạt bỏ, lập tức lại phẫn nộ tê rít gào lên tiếng, trong cái miệng giữ tợn, cuồng bạo tối tăm chiến ý lần nữa điên cuồng ngưng tụ. Oanh, huyền vũ chiến linh gầm gừ, thanh âm vang vọng tại trong không gian hắc ám. Ngàn trượng khổng lồ chiến ý mãnh liệt bắn ra, xuyên thủng hư không thẳng đến mục trần mà đi trí tôn pháp thân bị phá trong thời gian ngắn không cách nào ngưng tụ quay mắt về phía thế công hủy diệt này kết quả hắn phải chết không thể nghi ngờ thế lực khắp nơi đều là thần sắc biến ảo nhìn qua màn này bốn đạo chiến trận ở trong không lẽ tan tác lần lượt mà dẫn đầu là mục trần liễu viêm phương nghị sắc mặt vui mừng nghĩ đến một màn này bọn hắn mừng rỡ mong chờ để được chứng kiến ầm ầm hắc ám chiến ý xuyên thủng mà đến bất quá lần này, quay mắt về phía huyền vũ chiến linh thế công càng thêm khủng bố này, mục trần ngược lại nhẹ nhàng bôi đi vết máu ở khóe miệng, con ngươi đen láy, rét lạnh sát y phún dũng mà ra. Chỉ bằng ngươi một nghiệt xúc không hề linh trí, cũng muốn giết ta. Thanh âm mãnh liệt truyền ra, hai tay của hắn kết ấn, nương theo ấn pháp biến ảo, bên trong hắc ám không gian, vạn trượng khe hở bên trong, một tiếng vang triệt mà khởi phát một đạo cột sáng hoa mỹ, từ phía trên phóng xuất, đạo cột sáng ở ẩn chứa bàng bạc chiến ý, đưa tới vô số cường giả rung động thất sắc, bởi vì bọn họ đều có thể phát giác được, đạo cột sáng này đúng là ẩn chứa năm đạo bất đồng chiến ý. Mục Trần tại một khắc cuối cùng, thật sự đem năm đạo chiến ý thành công hỗn hợp lại với nhau. Oanh, ánh sáng âm u tràn đầy hủy diệt chấn động cực lớn, nhanh như chớp xỏ xuyên qua hư không, nháy mắt sau đó, trực tiếp là xuất hiện ở phía trước Mục Trần, như lưỡi hái tử thần, hung hăng vung xuống, đem Mục Trần bao phủ lấy. Bóng ma phóng đại, sắc mặt Mục Trần nhưng đặc biệt bình tĩnh, không có vì công kích sắp đến mà kinh hoàng biến sắc, song chỉ giơ lên, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống. Rơi. Một giọng nói nhẹ nhàng vào lúc này từ trong miệng của hắn chậm rãi vang lên. Xoẹt, âm thanh chói tai vào lúc này từ bầu trời vang lên, Mục Trần ngẩng đầu, hoa mỹ cột sáng tại con ngươi của hắn phóng ra chói mắt sáng bóng, một đạo cột sáng từ phía chân trời vạn trượng phóng xuất, đạo cột sáng vô cùng đơn giản, nhưng ẩn chứa năm đạo bất đồng chiến ý. Đó là năm quân chiến ý hỗn hợp ở một chỗ, Mục Trần bằng vào bản thân mạnh mẽ ý niệm, đúng là thật sự cứng rắn đem năm đạo chiến ý thành công hỗn hợp lại với nhau. Tuy nói loại này hỗn hợp thực sự không phải là chính thức hoàn mỹ dung hợp, nhưng hỗn hợp lực lượng, lực lượng đã là vượt qua rất xa năm đạo chiến ý riêng phần mình tác chiến thời điểm. Oanh! Trước những ánh mắt kinh ngạc, một đạo hoa mỹ cột sáng ầm ầm rơi xuống. Cuối cùng ở đằng kia đạo ánh sáng âm u chiến ý sắp đánh trúng Mục Trần, Oanh kích lại cùng một chỗ và chạm chốc lát, trói mắt hào quang lập tức phô thiên cái địa phát ra. Tiếp theo khuếch tán đấy, mắt thường có thể thấy được chiến ý sóng xung kích phốc suy. Sóng xung kích ảnh hưởng đến mục trần, một ngụ máu tươi phun ra, thân hình chật vật bay ngược ra ngoài, bất quá tại thời điểm bay rớt ra ngoài, khóe miệng của hắn lại nhếch nhẹ, sau đó song chỉ, nhẹ nhàng vừa dẫn. Oanh, hoa mỹ cột sáng, dễ như trở bàn tay phá hủy đạo ánh sáng âm u, rồi sau đó ở trên trời kéo lên một vòng rực rỡ tươi đẹp dấu vết, như một sao trổi xẹt qua phía chân trời. Cuối cùng xuất hiện ở huyền vũ chiến linh trên không, có chút đình trệ, nháy mắt sau đó, lập tức mang theo hủy diệt thiên địa sóng xung kích quét sạch hạ xuống. Chương 880, phá trận. Cùng lúc đó, ở đằng kia, Bạch Hổ chiến trận, đôi mắt đẹp của Chiêm Thai Lưu Ly đột nhiên ngưng tụ. Nàng phát giác được Bạch Hổ chiến linh thế công, vào lúc này tựa hồ là xuất hiện sự chậm chạp trong chốc lát, sự sắc bén, phảng phất là vào lúc này bắt đầu yếu bớt. Rút cuộc bắt đầu xuất hiện vẻ mệt mỏi sao? Tứ Linh chiến trận tuy rằng đến bây giờ cũng chưa bị xóa đi, nhưng như cũ là không còn nữa hoàn mỹ, loại này chiến ý lực lượng, quả nhiên không cách nào giữ được trạng thái như lúc vô cùng vô tận. Chiêm thai lưu ly nhẹ nhàng cười cười, thanh lệ đôi má, thì là vào lúc này trở nên có chút lạnh túc đứng lên, trượt nàng bàn tay như ngọc trắng vào lúc này đột nhiên biến hóa, đúng là kết xuất một đạo cực kỳ cổ quái ấn pháp, ấn pháp bên trong, tự hồ là ẩn chứa rất nhiều ảo diệu. Lưu ly chiến ấn Theo chiêm thai lưu ly quát nhẹ thanh âm rơi xuống, chỉ thấy được tại kia sau lưng, một đạo cự ảnh toàn thân sáng chói như là lưu ly, cùng lúc hoa tay như chiêm thai lưu ly vẽ nên cổ quái ấn pháp giống nhau ông ông, cuồng bạo chiến ý, điên cuồng ngưng tụ hướng lưu ly chiến linh ấn pháp, sáng chói hào quang bạo phát đi ra, cuối cùng chỉ thấy được một đạo ước chừng ngàn trượng quang ấn, xuất hiện ở phía dưới lưu ly chi linh cự trưởng. Đạo kia quang ấn cực kỳ kỳ lạ, tại kia mặt ngoài, đúng là chữ khắc vào đồ vật đầy từng đạo đường vân, cái loại này đường vân cũng không lạ lẫm, đương nhiên đó là chiến ý tạo thành chiến văn, đạo này quang ấn, đúng là do chiến ý chỗ ngưng tụ mà thành chiêm thai lưu ly như vậy thủ đoạn ngược lại là làm cho vô số cường giả chấn động bởi vì này một đường tới đây bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thậm chí có người có thể đem chiến ý ngưng luyện đến loại trình độ này loại thủ đoạn này hiển nhiên so với mục trần tiêu thiên bọn hắn cái loại này thô sơ giản lược chiến ý điều khiển muốn tới được càng thêm được tinh diệu chiêm thai lưu ly đúng là hiểu được một ít chính thức chiến ý phương pháp vận dụng oanh bất quá chiêm thai lưu ly nhưng lại không để ý nàng cử động như vậy mà đưa tới một ít khiếp sợ nàng đôi mắt đẹp lạnh như băng nhìn qua bạch hổ chiến linh rồi sau đó bàn tay như ngọc trắng lăng không chụp xuống lưu ly chiến linh cự thủ ẩm ẩm rơi xuống một đạo lưu ly quang ấn bá một tiếng xuyên thủng hư không xuất hiện ở bạch hổ chiến linh trên không sau đó không lưu tình chút nào trùng trùng điệp điệp chụp được oanh long long một trưởng chưa rơi xuống bạch hổ chiến linh quanh thân không gian đã là hiện ra sụp đổ hình dạng mà bạch hổ chiến linh cũng là điên cuồng gào thét toàn thân bộ lông giống như là gai nhọn dựng thẳng lên tiếng gầm gừ ở bên trong đúng là đã có một ít sợ hãi chi ý. phanh bất quá mặc kệ nó như thế nào gào thét cổ quái quang ấn đã là trấn áp hạ xuống cuối cùng hung hăng oanh phía trên thân thể cao lớn của nó oanh oanh khắp hắc ám không gian vào lúc này cuồng bạo chấn động ở đằng kia chiến trận bên ngoài thế lực khắp nơi đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn qua trong lúc đó đã có dữ dội biến hóa bạch hổ chiến trận cùng với huyền vũ chiến trận trong đó nguyên bản chiếm cứ thượng phong bạch hổ chiến linh cùng với huyền vũ chiến linh, lại đều là vào lúc này lâm vào tuyệt cảnh. Chiêm thai lưu ly cùng mục trần hảo sinh lợi hại, lại có thể đem cường đại như thế chiến ý chi linh bức đến loại tình trạng này. Chiêm thai lưu ly hiển nhiên muốn càng quân cờ cao một lấy một, ít đối với chiến ý thúc dục chỉ sợ nàng còn mạnh hơn tại mục trần. Bất quá mục trần cũng là không yếu thế, hắn thế nhưng lại có thể cứng rắn đem năm đạo bất đồng chiến ý, hỗn hợp lại với nhau, Điểm này, Chiêm Thai Lưu Ly có vẻ như không chắc có thể làm được. Ngược lại là thú vị, chẳng qua là không biết, hai người bọn họ cuối cùng ai có thể đủ bản lĩnh vượt lên trước một bước phá trận mà ra? Cũng hẳn là thủ đoạn cuối cùng của bọn hắn, nếu là thất bại, cũng liền phá trận vô vọng. Các loại tiếng bàn luận xôn xao tại chiến trận bên ngoài truyền ra, thế lực khắp nơi thần sắc đều cũng có chút ít chấn động, nghĩ đến Mục Trần cùng Chiêm Thai Lưu Ly biểu hiện, làm cho bọn hắn cảm thấy có chút khiếp sợ. Cửu U liệt sơn vương bọn hắn cũng là như chút được gánh nặng giống như thở dài một hơi chợt quen biết cười khổ mục trần vậy mà lại quá mức thoải mái trước tràng diện này đổi lại thường nhân sợ là cả trái tim đều cũng có chút ít chịu không được liễu viêm thì là vào lúc này sắc mặt âm trầm nhìn qua chiến trận khổng lồ mục trần tìm đường sống trong chỗ chết làm cho hắn rất là tức giận đặc biệt là lúc hắn ở đây nhìn thấy mục trần cùng chiêm thai lưu ly đều cũng có dấu hiệu phá trận mà ra nhưng tiêu thiên bên kia vẫn như cũ còn bị áp chế chật vật không chịu nổi thậm chí còn không ngừng có thương vong xuất hiện, gân xanh trên trán đều là nhịn không được nhảy lên. Bất quá lúc này mặc kệ trong lòng của hắn như thế nào tức giận, hắn cũng là không cách nào khiến cho kết quả trong trận có nửa điểm ảnh hưởng. Trước mắt hắn duy nhất có thể làm, chính là nguyên rùa mục trần tuyệt địa phản kích, không cách nào đánh bại huyền vũ chiến linh. Ở đằng kia vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú xuống, huyền vũ chiến trận bên trong, sáng chói hào quang rút cuộc dần dần yếu bớt, cuồng bạo chiến ý đủ để xé rách thiên địa, cũng là giống như là thủy triều biến mất xuống tất cả ánh mắt lập tức tập trung tới. Hào quang tản đi, Huyền Vũ Chiến Linh vẫn như cũ chân đạp chiến ý hải dương, thân thể cao lớn, giống như bàn thạch bình thường, không chút sức mẻ. Mà khi cửu u bọn hắn tại nhìn thấy Huyền Vũ Chiến Linh tồn tại như cũ, trong lòng lập tức trầm xuống, bất quá còn không đợi bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng, bên trên Huyền Vũ Chiến Linh thân thể cao lớn, đúng là có từng đạo cực lớn vết dạn bắt đầu lan tràn đi ra, mênh mông chiến ý từ trong cái khe thẩm thấu mà ra. Giặc giặc, vết dạn dùng một loại tốc độ kinh người lan tràn, ngắn ngủn hơn 10 hơi thở, lại cũng đã lan đến gần rồi Huyền Vũ Chiến Linh toàn bộ thân thể. Oanh, lúc vết dạn tràn ngập đến cực hạn, Huyền Vũ Chiến Linh cuối cùng phát ra tuyệt vọng kêu rên thanh âm, cuối cùng thân thể cao lớn ở đằng kia từng đạo rung động trong ánh mắt, ầm ầm nổ tung, theo Huyền Vũ Chiến Linh bạo tạc nổ tung, tại kia phía dưới chiến ý hải dương cũng là nhanh chóng biến mất được sạch sẽ. Cái mảnh này hắc ám không gian, lại lần nữa trở nên an tĩnh lại dường như lúc trước cái loại này động trời đại chiến không còn tồn tại bình thường phốc suy lúc huyền vũ chiến linh biến mất thời điểm mục trần sắc mặt nhanh chóng trắng xám rồi sau đó một ngụ máu tươi điên cuồng phun ra thân hình lảo đảo muốn ngã quanh thân linh lực chấn động đều cũng có chút ít uể oải trên bầu trời vạn trượng khe hở cũng là từ từ tiêu tán năm quân chiến sĩ thần sắc uể oải chiến ý lượn lở tại quanh thân chưa đạt được một nữa trạng thái toàn thịnh hiển nhiên tuy nói cuối cùng đánh bại huyền vũ chiến linh có thể năm quân cũng là không nhỏ trả giá. Mục Trần xóa đi vết máu ở khóe miệng, bằng vào long phượng thể có thể so sánh thần thú thể chất mạnh mẽ, hắn thương thế bên trong cơ thể cũng là đang nhanh chóng được chữa trị, hắn ngẩng đầu nhìn về phía địa phương Huyền Vũ chiến linh nổ tung, chỉ thấy được chỗ đó hắc ám không gian đúng là vào lúc này bóp méo đứng lên, cuối cùng dần dần tạo thành một đạo màu đen không gian đại môn, trong đại môn, một mảnh hắc ám, làm lòng người kinh hãi. Bất quá khi Mục Trần ánh mắt tại nhìn thấy cái hắc ám đại môn, trong con ngươi nhưng là có trói mắt tinh quang mãnh liệt bắn đi ra hắn vẻn vẹn chẳng qua là do dự lập tức chính là đột nhiên cắn răng thân hình hóa thành lưu quang trực tiếp là đối với hắc ám đại môn bắn mạnh tới tuy rằng không biết hắc ám đại môn về sau có cái gì nhưng hắn vì thiên trận hoàng truyền thừa thật vất vả xông đến nơi đây trước mắt bực này cơ hội tự nhiên không có khả năng buông tha bất quá mộc trần cũng là lưu lại một cái tâm nhãn cũng không đem năm quân dẫn người trong đó ngược lại là âm thầm truyền lệnh nếu là tình huống không đúng lập tức câu thông ngoại giới chư vương, cưỡng ép phá trận. Dựa theo mục Trần cảm giác, tuy nói bọn hắn không cách nào trông thấy ngoại giới, có muốn đến cửu u bọn hắn, hẳn là có thể nhìn thấy chiến trận bên trong. Mà chắc lúc mục Trần phóng tới Hắc Ám Đại môn, chiến trận bên ngoài cũng là bởi vì này vang lên từng trận tiếng kinh hô. Mục Trần vậy mà thật sự xông trận thành công, đại môn kia tất nhiên là thông hướng sâu nhất tử vong di tích. Chỗ đó chỉ sợ sẽ là thiên trận hoàng truyền thừa chỗ rồi, cũng bị mục Trần đoạt đã tới chưa? ồ oh, bạch hổ chiến trận bên trong cũng có hắc ám đại môn xuất hiện chiêm thai lưu ly cùng mục trần vậy mà đồng thời phá trận rồi ở đằng kia phần đông tiếng kinh hô ở bên trong chỉ thấy được bạch hổ chiến trận bên trong bạch hổ chiến linh cũng là vào lúc này đập nát ra tại kia đập nát lúc đồng dạng để lại một cái hắc ám đại môn mà ở nhất đạo hắc ám đại môn xuất hiện lúc chiêm thai lưu ly cơ hồ là không chút do dự lướt rồi đi ra ngoài cuối cùng đúng là cùng mục trần đồng nhất lập tức vọt vào hắc ám đại môn thân ảnh của hai người cũng là tại đây cùng một thời gian biến mất tại hai đạo chiến trận ở trong